Y đạo quan đồ, trương nhất châm. chương 641, chỉ là trùng hợp. Biểu hiện lúc này của đường hưng xanh lại vô cùng chấn tĩnh, tình hình bây giờ đối với Y mà nói thực là gay gâu quá mức, nhưng càng như thế thì Y càng bình tĩnh hơn, đường hưng xanh nói cậu là Trương Dương. Tuy Trương Dương hóa trang nhưng qua giọng nói quen thuộc và những cử chỉ thái độ hôm nay của Trương Dương, Y đã đoán ra hắn dù sao thì ngoài trương dương ra cũng chẳng có ai lại quan tâm quá mức tới sự sống chết của người ta đến vậy đường hưng xanh nói cậu là trương dương cậu tìm tôi ắt hẳn là vì việc của cố giai đồng tôi thể có trời đất mình không có liên quan gì tới cái chết của cố giai đồng tôi không thù không oán gì với cô ta hà cớ gì phải hại cô ta đúng cậu đã từng hại tôi hại tôi phải rời bỏ quê nhà trốn chạy ra nước ngoài khó khăn lắm tôi mới trốn ra khỏi biên giới tôi chỉ muốn yên ổn sống nốt phần đời còn lại tôi vốn không hề nghĩ đến việc báo thù. Nòng súng của Trương Dương tuy nhằm thẳng vào trán của đường hương xanh, nhưng trong lòng hắn đã có chút sao động, thực sự, đường hưng xanh không có lý do để báo thù cố giai đồng. Sự việc ngày hôm nay rõ ràng có kẻ đứng sau lưng sắp đặt, diễn trò, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Gã chủ hoạch tóm gọn đường hương xanh, đường hưng xanh đương nhiên không cam tâm chịu trói, y đã chọn một cách ứng phó lại, chính là cầu cứu lê thúc đạo diễn trò này trương dương nói kẻ nào bày trò hãm hại chúng tao đường hưng xanh đáp là lê thúc hộp da này chính gã đưa cho tôi tôi không hề biết bên trong hộp có ma túy gã nhất định đã đi báo cảnh sát là chúng ta đang mua bán ma túy đường hưng xanh cười mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói lão hồ ly này tôi lại cứ cho rằng hắn có hứng thú với tiền của mình bây giờ mới biết mục đích thực sự của hắn là trừ khử tôi lúc này bên ngoài có tiếng hô của cảnh sát đường hưng xanh nói tiếp cảnh sát đã bao vây xung quanh xem ra chúng ta chạy không thoát rồi trương dương nói tại sao lê thúc lại muốn hãm hại ngươi đường hưng xanh đáp trừ phi được gặp con gái an toàn nếu không tôi sẽ không nói gì hết trương dương đáp mày có tin là tao có cả trăm cách để mày mở miệng khai ra không audio điện tử võ tấn bền đường hưng xanh đáp biết thì cũng có tác dụng gì chứ đằng nào cậu cũng không trốn thoát được chỉ cần chỗ ma túy trong này cũng đủ hại chết chúng ta rồi xong rồi hết thật rồi trương dương nói chưa chắc đường hưng xanh nói buôn bán ma túy bắt cóc cảnh sát đều là trọng tội ắt hẳn bọn họ đang điều động cả tay súng bắn tỉa chúng ta chỉ có thể dựa vào đầu óc của cả hai mà thôi thoát ra rồi nói đường hưng xanh lắc đầu khó lắm trương dương nói đi theo tao đường hưng xanh nói một cách đầy châm biếm cậu định xông ra từ cửa chính sao đừng cho rằng mặc áo chống đạn là có thể tránh được súng đạn của cảnh sát chắc có rất nhiều tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp chờ chúng ta trương dương chỉ về vách tường phía sau lưng đường hưng xanh kinh ngạc mở to mắt nhìn thằng nhãi này chẳng lẽ điên rồi hắn định xuyên tường mà đi sao trương dương đã đi tới đó hắn áp tai vào tường nghe thăm dò động tĩnh trước cảnh sát đang bao vây khu vệ sinh chỗ bọn hắn đa số tập trung ở phía cửa sổ nơi có khả năng tẩu thoái nhất, nhưng căn phòng phía bên cạnh lại chẳng có người mai phục. Trương Dương vung một hữu quyền, tung một thăng long quyền đầy uy lực, ầm một tiếng, vách tường trước mặt lập tức bị hắn đánh bể cả một mảng to cả mét. Đường hưng xanh không thể tin vào mắt mình nữa, y cũng là người Trung Quốc, hiểu rõ về võ công của Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy công phu mạnh mẽ bá đạo như vậy. Trương Dương lạnh lùng nói, còn không đi, chẳng lẽ ông đang đợi cảnh sát chờ tay lại sao? Đường hưng xanh tóm lấy tên đặc cảnh rồi chui ra theo lỗ hồng, Trương Dương đi trước cứ thế làm như vậy, lại vung quyền xuyên thủng một bức tường khác. Đường hưng xanh giữ chặt lấy tên đặc cảnh không thả ra, Trương Dương nói, mau đi thôi, vứt hắn lại. Lúc này đường hưng xanh mới đẩy tên đặc cảnh xuống đất, vội vàng chạy theo Trương Dương chui ra ngoài. Sau khi liên tiếp xuyên qua ba căn phòng, Trương Dương mới định trốn chạy bằng đường cửa sổ. Đường hưng xanh lại lắc đầu, hắn nhỏ giọng nói, đi theo tôi đường hương xanh và trương dương mở cửa phòng đi ra ngoài một cách hiên ngang. Trên mặt đều đeo mặt nạ chống khí ga, nó có tác dụng phòng hộ cao. Đa số cảnh sát đều tập trung hết xung quanh phòng vệ sinh, tuy nghe thấy chút động tĩnh bên trong nhưng vì sợ có người của mình bị bắt làm con tin nên họ không dám mạo hiểm xông vào. Điều này thực tạo cơ hội chạy thoát cho Trương Dương và Đường Hưng Xanh. Đường Hưng Xanh quyết định tẩu thoát bằng cửa chính là một quyết định liều lĩnh, cảnh sát mai phục đầy bên ngoài, nếu tùy tiện nhảy ra từ cửa sổ nhất định sẽ bị bại lộ hành tung. Lúc này, họ vừa mới đi ra khỏi phòng thì gặt hai tên cảnh sát đi tới, đường hưng xanh đưa tay phải ra làm hiệu với đối phương rồi nói, chúng tôi lên phía trên, các cậu tiếp tục phục ở đây. Hai gã cảnh sát cũng không hề nhận ra họ đang ngụy trang, Trương Dương và đường hưng xanh tiếp tục hiên ngang đi qua mặt họ rồi tiến về phía lối thoát khẩn. Phía xa lại truyền tới tiếng hô ẩm ý của cảnh sát, họ đang đưa ra thông điệp cuối cùng về phía phòng vệ sinh đường hưng xanh và trương dương nhanh chóng đi theo lối thoát khẩn thoát ra sân vận động một cách an toàn đường hưng xanh nói lối ra này dẫn tới bãi đỗ xe lúc này điện thoại của y đổ chuông đường hưng xanh cầm điện thoại lên nhìn thấy lê thúc gọi tới trong lòng y căm hận đến cực điểm nhận cuộc điện thoại nói lê thúc sao mày lại làm như vậy lê thúc thở dài một tiếng âu cũng là chuyện người ta nhờ vả anh đừng có trách tôi đường hưng xanh nói bây giờ cảnh sát phây đầy bên ngoài tao mà đi ra có thể sẽ bị họ bắn chết. Lê Thúc thấp giọng nói, ai cũng phải chết, nếu cậu chết, tôi sẽ chăm sóc người nhà thay cho cậu. Đường hưng xanh đáp, là chúng mày vụ oan đổ tội giết cố đồng tử cho tao, cũng chính chúng mày đã cho người giết cố minh kiệt. Lê Thúc cười ha ha, có một số việc luôn cần phải có người gánh chịu, rất không may rằng, cậu lại bị chọn chúng. Tao đã cho mày không ít tiền. Lê Thúc lạnh lùng nói, tôi đã có được cái tôi cần, bây giờ anh không còn giá trị gì đối với tôi, đối với cả người khác. Nói xong gã cúp luôn điện thoại, Lê Thúc nhìn về phía đèn hiệu cảnh sát đang nhấp nháp phía ngoài sân vận động. Gã cười khỉnh, thứ ngu xuẩn, vẫn còn ngỡ rằng mình đang ở trong nước. Lẽ nào mày không biết rằng càng biết nhiều thì càng có lý do để nhanh chết sao? Trương Dương đã nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện giữa đường Hưng Xanh và Lê Thúc, việc này đã tương đối sáng tỏ, tên Lê Thúc này bày ra tất cả, Đường Hưng Xanh chẳng qua chỉ là một con cừu thế tội mà thôi Chúng đã từng bước dẫn dụ mâu thuẫn của hắn sang Đường Hưng Xanh Lợi dụng cơ hội này để bắt gọn một mẻ cả hắn và Đường Hưng Xanh Trương Dương nói ai là Lê Thúc Đường Hưng Xanh nói là tên trùm sỏ băng đông lai tập đoàn xã hội đen người Hoa Y có thế lực rất lớn tôi có thể chạy đến được Bắc Mỹ cũng là nhờ hắn giúp đỡ Người quen hắn như thế nào Đường Hưng Xanh đáp vương quân giao giới thiệu tôi với hắn Phu nhân Header Trương Dương trong lòng hết sức kinh hãi, không ngờ rằng Vương Quân Giao cũng có liên lạc với Đường Hưng Xanh, người phụ nữ này quả là thâm hiểm không thể lường được, ả à, có thế lực rất lớn ở Bắc Mỹ. Đường Hưng Xanh gật đầu, hai người lúc này đã đi đến bãi đỗ xe. Đường Hưng Xanh gỡ mặt nạ ra, con gái tôi ở đâu? Chỉ cần cậu trả nó về bình an cho tôi, tôi sẽ đưa cho cậu 100 vạn. Trương Dương nói, ông còn chưa nói cho ta biết sao Lê Thúc lại muốn giết ông. Đường hưng xanh trả lời, hắn chỉ là một thứ công cụ mà thôi, nhiều kẻ tị nạn trong nước đều có được quyền nhập cư thông qua hắn, hắn chuyên làm việc giúp rửa tiền giúp chúng tôi. Sự tồn tại của tôi đại khái cũng uy hiếp đến lợi ích thiết thân của một số kẻ, cho nên họ muốn trừ khử tôi, chỉ có giết chết tôi, những việc xấu xa họ làm mới không bị phát hiện. Đường hưng xanh lúc nhắc đến việc này trong lòng đầy hận thù, y đã lưu vong rồi, chỉ mong được yên ổn sống nốt phần đời còn lại, không muốn gây hấn với kẻ nào khác nhưng sự thực chứng minh y không thể đạt được cuộc sống mà mình mong muốn vẫn có kẻ muốn trừ khử y trương dương nhỏ giọng ý ông là trong nước có kẻ muốn trừ khử ông là ai đường hưng xanh chưa nói gì đúng lúc này một viên đạn vụt xuyên vào gáy y động mạch cổ của y bị đạn đâm thẳng liền lúc máu tươi phun ra như suối trương dương vốn không hề nghĩ tới việc gặp phải phục kích hắn vội nấp người xuống một viên đạn khác đột ngột bắn sượt qua đỉnh đầu của hắn một viên khác găm thẳng vào đùi phải trương dương lại không cảm thấy đau đớn mà chỉ giống như bị mũi cắn trương dương nhìn đường hưng xanh từ từ ngã xuống hắn kéo lấy người đường hưng xanh nấp về phía sau ô tô lấy tay áp chặt vào cổ của đường hưng xanh nhưng không tài nào ngăn nổi máu cứ phun trào từ cổ y đường hưng xanh giơ năm ngón tay lên bàn tay đầy máu của y nắm chặt lấy cánh tay trương dương thều Thảo nói con gái tôi máy tính chưa kịp nói dứt lời y đã tắt thở trương dương tưởng như câu đố sắp có lời giải đáp nhưng có ngờ đâu đường hương xanh lại bị kẻ khác bắn chết bịt miệng có tới 10 đặc cảnh đã đi chuyển tới bãi đỗ xe trương dương gầm lên một tiếng giận dữ hắn vồ lấy khẩu súng tiểu liên mà xông ra phía ngoài bắn liên tiếp đối phương cũng bắn trả quyết liệt hắn nằm sắp xuống đất mà bò lên lúc này mới phát hiện ra chiếc camera ở phía trước bên phải hóa ra các thiết bị theo dõi ở trong sân vận động đã làm bại lộ tung tích của họ trương dương giơ súng lên bắn nát camera hơn người đặc cảnh phân tản ra, áp sát gần tới vị trí của Trương Dương. Súng của Trương Dương đã hết đạn, hắn vứt bỏ súng, rút khẩu súng lục bên hông ra. Lúc đang chuẩn bị quyết một trận sinh tử với đám đặc cảnh này thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hít thở ở phía xe ô tô phía sau mình. Trương Dương quay đầu lại nhìn, một chiếc Infinity Zip đang dừng ở đó. Nếu như không phải nghe thấy tiếng thở, hắn sẽ không phát hiện ra phía bên đó có người. Trương Dương cũng không muốn làm hại đến người vô tôi. Khi hắn đang chuẩn bị đi chuyển ra xa chiếc xe đó thì cửa xe đột ngột mở ra, tiếng một người đàn ông vang lên, giơ tay lên. Đối phương nói bằng tiếng Anh nhưng Trương Dương cũng hiểu được, câu này giống với câu mà hắn đã nghe thấy nhiều ngày nay, Trương Dương lại là người phản ứng mạnh, thân người hắn nhanh chóng quay lại, sau đó bắn liền một phát đạn, hắn nhắm thẳng vào cánh tay cầm súng của đối phương. Người kia hoàn toàn bất ngờ với tốc độ bắn súng xuất thần của đối phương, chưa kịp kéo cò súng thì đã bị Trương Dương bắn trúng cánh tay. Gã kêu lên thảm thiết, khẩu súng rơi xuống đất. Lúc này Trương Dương nhanh chóng xông tới, trong xe lại có tiếng phụ nữ thét lên. Đối phương chưa kịp đóng cửa xe lại thì đã bị Trương Dương rằng ra, hắn lấy đầu súng đánh ngất người đàn ông, sau đó chĩa thẳng hỏng súng vào tên lái xe, đi. Trương Dương thế nào cũng không ngờ tới người cầm lái lại chính là Tào Mễ Lệ, à là chị họ của công chúa trượt băng nghệ thuật quan chỉ tinh, không cần hỏi cũng biết gã vừa bắn lén sau lưng Trương Dương rồi bị hắn bắn và đánh ngất này át hẳn chính là Stephen vị hôn phu sắp cưới của à. Đúng lúc Quan Chỉ Tinh đang chuẩn bị rời khỏi cuộc thi đấu trượt băng nghệ thuật đa dạng thì gặp ngay phải trận đấu súng này, ả à vốn không có ý định sẽ can dự vào, nhưng không ngờ Stephen lại dũng cảm lạ thường, đột nhiên mở cửa xe rút súng định là việc chính nghĩa, kết quả của việc không biết tự lượng sức mình là bị lãnh đủ. Trương Dương tuy đã thay đổi diện mạo nhưng giọng nói của hắn vẫn thế trong lúc nguy cấp quên mất phải giả giọng, quan chỉ tinh nghe thấy hắn nói tiếng Trung Quốc, mà giọng nghe lại quen thuộc đến vậy trong lòng không khỏi sao động, nhỏ giọng nói hắn bị thương rồi, phải đưa hắn đến bệnh viện. Trương Dương nhận ra quan chỉ tinh, nghĩ thầm thật không may tí nào, trời đất rộng lớn thế này sao lại dính tới xe của ả cứ hết lần này tới lần khác. Không biết đây là vận may hay rủi của mình không biết nữa. Nếu đã vậy, sai cũng đành kệ, Trương Dương lúc này liền giả giọng, lấy súng ghi vào đầu của Tào Mễ Lệ, lạnh lùng nói, đừng dở trò, mau lái xe. Tào mễ lệ kinh sợ đến mức hồn bay phách lạc khóc không thành tiếng. Quan chỉ tinh lại bình tĩnh hơn chị họ rất nhiều, nhẹ nhàng nói, nếu là người thông minh, thì bắt hai người cũng không khác gì bắt một người, để ta lái xe, hãy thả họ ra. Trương Dương mở cửa xe, đẩy Stephen ra ngoài. Tào mễ lệ không đợi quan chỉ tinh nói hết đã vội vàng mở cửa xe thoát ra, quan chỉ tinh ngồi lên ghế lái, bình tĩnh nói, giết người không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ làm hai tay người dính máu mà thôi. Đi! Quan chỉ tinh lái xe về phía cửa ra, vừa rời đi thì nghe thấy tiếng khóc nức nở và kêu cứu của tàu mễ lệ cứu với. Cứu với, em gái tôi bị tên côn đồ bắt rồi, ôi! Trời ơi, hắn biết nói tiếng Trung, hắn là người Trung Quốc, là người Trung Quốc. Chiếc xe Jeep lái ra khỏi sân vận động, rượt theo phía sau là bốn chiếc xe cảnh sát còi réo inh ỏi. Quan Chỉ Tinh nhìn người đàn ông ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, ả à, không quen biết khuôn mặt này nhưng vừa nãy thực đã nghe thấy giọng của Trương Dương. Quan Chỉ Tinh nghĩ tới Trương Dương cũng không có gì là lạ, gần đây ả à nghe được không ít tin tức của Trương Dương ở Buffalo New York, cũng xem qua kênh truyền hình nói về hắn. Ngay trước trận đấu ngày hôm nay, ả à còn thông báo với Sở Yên Nhiên qua điện thoại rằng Trương Dương đã đến đây, Sở Yên Nhiên tỏ ra rất khiếp sợ, sau khi biết về cái chết của Cố Gia Đồng, Sở Yên Nhiên lập tức quyết định đến Buffalo bây giờ có lẽ đã ngồi trên máy bay tới Bắc Phơ Lâu rồi. Nếu không phải là đến bước đường cùng, Trương Dương tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn cưỡng ép người khác như vậy, nhưng cái chết của cố giai đồng đã làm cho hắn gần như điên cuồng, hắn sẽ bất chấp mọi thứ để tìm cho ra hung thủ giết chết cố giai đồng. Nghị vấn lớn nhất của Trương Dương vốn tập trung hết về phía đường hương xanh, nhưng qua sự việc hôm nay, biết đường hương xanh cũng là người bị lợi dụng giống như hắn, kẻ địch giấu mặt đứng trong bóng tối này muốn loại bỏ mình và cả đường hương xanh. Đường hưng xanh chắc chắn cũng biết không ít nội tình, nhưng đúng vào lúc y định nói ra sự thật thì đã bị bắn chết bởi đạn của đặc cảnh Mỹ. Tuy nhiên đường hưng xanh còn để lại một ít đầu mối, con gái của y, máy tính, hai điều này có liên hệ gì với này đây? Có lẽ chỉ có đi gặp đường Ngọc Linh mới có thể tra ra manh mối. Tiếng còi của cảnh sát làm đứt mạch suy nghĩ của Trương Dương, hắn quay đầu lại nhìn, xe cảnh sát vẫn bán giết theo sau, hơn nữa lại càng có thêm nhiều xe gia nhập đội truy đuổi. Quan chỉ tinh nhẹ nhàng nói, người không thoát nổi đâu, khả năng phá án của đặc cảnh Mỹ rất cao. Trương Dương không để ý đến lời nói của ả. Quan chỉ tinh lại nói tiếp, sao lại phạm tội, bất kể có xảy ra việc gì, cũng không nên dùng thủ đoạn cực đoan này. Trương Dương thấp giọng, cô vĩnh viễn không hiểu được đâu. Quan chỉ tinh đáp, có phải là vì cố dài đồng không? Câu nói này của ả đang có ý thăm dò thân phận của Trương Dương một cách khôn khéo. Từ giọng nói và biểu hiện của Trương Dương, Ả cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nhưng Ả vẫn không thể xác định được. Trương Dương nói, "Lái xe mau." Quan Chỉ Tinh đáp, "Yên nhiên đang trên đường tới Buffalo, đừng phạm thêm sai lầm nữa, đừng để người khác phải lo lắng cho ngươi." Lời này có nghĩa rằng Ả đã nhận ra Trương Dương từ giọng nói của hắn. Trương Dương lạnh lùng, "Xin lỗi cô nhận lầm người rồi." Lúc nói chuyện, Quan Chỉ Tinh không hề lái chậm lại, kỹ thuật lái xe của Ả rất khá lượn lách trên đường qua làn xe một cách điệu nghệ, chiếc xe dần bỏ xa đám xe cảnh sát phía sau. Có thể thấy là ả à đang dốc hết sức mình giúp Trương Dương thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Trương Dương đột nhiên mở cửa xe ra, quan chỉ tinh kinh ngạc nói, làm gì vậy? Chưa nói xong thì Trương Dương đã nhảy ra khỏi chiếc xe Jeep. Quan chỉ tinh kinh hết một tiếng, lúc này lại nhìn thấy Trương Dương bám vào một bên thùng xe, cơ thể linh hoạt của hắn đang dần trèo lên trên, hắn trèo sang phía đầu thùng xe lúc này xe cảnh sát đã đuổi kịp quan chỉ tinh cắn chặt môi tăng thêm tốc độ vượt lên trước ả à, quyết định phải giúp được trương dương lợi dụng bản thân mình để đánh lạc hướng cảnh sát để cho trương dương có thời gian tẩu thoát trương dương quyết định rời khỏi xe jeep của quan chỉ tinh không chỉ vì bị ả à nhận ra được thân phận mình mà phía sau cảnh sát đuổi theo giáo giết, xe cảnh sát lại ngày một nhiều lên nếu cứ ở trong xe này thì thật khó mà thoát được chỉ có nhân cơ hội cảnh sát không chú ý rời khỏi xe nhờ vào khả năng kinh công của mình mà nhảy qua dòng xe đang lưu chuyển mới có thể thoát được. Trương Dương nhảy từ thùng xe này sang xe khác, thân người hắn áp sát trên một chiếc xe container, cảnh sát vẫn đang tập trung đuổi theo chiếc xe Jeep của quan chỉ tinh, ngay sau đó chiếc xe bị bao vây trên cầu lớn. Quan chỉ tinh bị vây vội dẫm mạnh phanh xe dừng lại, cảnh sát như ong vỡ tổ ùa ra chĩa thẳng súng về phía chiếc xe, quan chỉ tinh giơ hai tay lên đầu hàng. Khi họ phát hiện trong xe chỉ có một mình quan chỉ tinh, họ đều ngỡ ngành nhìn nhau, ai cũng không hiểu nổi tên tội phạm kia đã chuồn đi đâu mất. Quan chỉ tinh chấn tĩnh nói, hắn nhảy ra khỏi xe rồi bắn tôi lái thẳng về phía trước. Trương Dương lúc này đang nằm trên nóc xe container, hưởng thụ ánh nắng mặt trời của Buffalo. Hôm nay hắn đã thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, nhưng đường hưng xanh lại chết vì trúng đạn. Đầu mối khó khăn lắm mới điều tra được lại bị cắt đứt, Trương Dương đành gọi điện cho Triệu Thiên Tài. giọng Triệu Thiên Tài có chút mất tự nhiên, alo cậu vẫn ổn chứ triệu thiên tài đáp vẫn ổn cậu đang ở đâu vậy gặp nhau rồi nói trương dương cũng không trực tiếp đi tới kho ngũ cốc mà tìm một buồng điện thoại ở chỗ khuất gọi cho triệu thiên tài sau khi triệu thiên tài đến gặp trương dương ở chỗ hẹn trương dương mới biết tin đường ngọc linh đã trốn rồi triệu thiên tài lúng túng nói đều tại tôi tôi không coi chừng cô ra cho cẩn thận để cô ta trốn mất trương dương lại không hề tin sự việc lại đơn giản như vậy lúc hắn rời đi đường ngọc linh vẫn bị trói chặt muốn thoát e là không dễ dàng như vậy nhất định triệu thiên tài không nhẫn tâm giết cô ta nên đã thương hại thả cô ta đi trương dương khập khiễng bước lên xe triệu thiên tài mới kinh ngạc hỏi cậu bị thương rồi trương dương nói lập tức đi tìm đường ngọc linh cô ta nắm trong tay một số chứng cứ quan trọng triệu thiên tài nghe trương dương nói vậy mới ý thức được mình đã gây ra tai hoa kỳ thực là mình đã lén lúc thả đường ngọc linh ra Trương Dương tùy đoán ra được nhưng không nói ra, nếu chuyện đã xảy ra thì dù có dấu diếm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Triệu Thiên Tài nhìn Trương Dương có chút ấy này, gã hiển nhiên lộ ra sơ hở trước mặt Trương Dương, thấp giọng nói, tôi đã xem qua hồ sơ của cô ta, tôi biết cô ta ở đâu. Trương Dương nói, lập tức đi tìm cô ta. Triệu Thiên Tài lái xe đến khu nhà mà Đường Ngọc Linh ở, thấy bên ngoài khu nhà có đỗ một chiếc xe cảnh sát, hắn và Trương Dương nhìn nhau một cái hai người không dám lái xe tiến lên phía trước. Mà bí mật dừng xe tại một chỗ khuất, không bao lâu thì thấy vài tên cảnh sát đi ra, đường Ngọc Linh và tên bạn trai kỹ sư bác Đức của cô ả cũng đi cùng theo. Tuy cách xa chỗ đó nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy đường Ngọc Linh đang khóc ầm lên, bác Đức ôm lấy vai ả, vừa an ủi vừa hôn lên chán. Triệu thiên tài thấp giọng, cô ta không sao. Có cậu giúp đỡ thì cô ta còn bị làm sao chứ? Trương Dương chừng mắt nhìn gã, triệu thiên tài đỏ tai cúi mặt xuống, làm thế nào bây giờ? Trương Dương nói, chắc cô ta đã biết tin cha mình bị giết chết, bây giờ hẳn là phải đi nhận tử thi, chúng ta tạm thời rời khỏi đâu, đợi đến tối rồi nói. Triệu thiên tài nói, cậu muốn làm gì? Trương Dương đáp, trước khi chết đường hương xanh có nói với tôi, có thể có một số chứng cứ nằm trong máy tính của con gái hắn, tôi phải có được chiếc máy tính đó. Triệu thiên tài gật đầu. Hai người đi tới quán ăn nhanh gần đó ăn lót dạ, Chân của Trương Dương bị đạn bắn trúng, nhưng cũng may chỉ vào phần mềm không thương vào xương cốt. Vết thương này không là gì với hắn, hắn đi ra ngoài gọi điện cho Đường Sơn. Khi nhận ra giọng Trương Dương, Đường Sơn lo lắng hỏi cậu ở đâu vậy. Bác lâu, Đường Sơn nói mau rời khỏi đó này, vì chuyện của tiểu giã Tránh Dương mà cảnh sát tra ra tôi, tôi không dám manh động gì, việc của các cậu chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, đừng có liên lạc với tôi nữa. Trương Dương nói, Lê Thúc là ai? Nghe đến tên Lê Thúc, Đường Sơn trầm tính một lúc, lát sau mới nói, Lê Thúc là trùm bang đông lai giới mafia người Hoa lớn nhất ở New York, danh tiếng của hắn rất nổi trong cộng đồng người Hoa, cậu không chọc vào được đâu. Trương Dương nói, đường Hưng xanh bị hắn hại chết, lúc tôi gặp đường Hưng xanh, hắn đã đi báo cảnh sát. Hãy cho tôi biết cách gặp hắn. Đường Sơn thở dài, chuyện này tôi bó tay, tôi khuyên cậu hãy mau chóng rời khỏi Mỹ đi, cứ tiếp tục điều tra sẽ chẳng có kết quả gì đâu, có khi còn bỏ mạng ở nơi đất khách này đấy." Y thực sự sợ hãi với cái tên Lê Thúc. Trương Dương nói, "Cậu yên tâm tôi sẽ không gây phiền toái cho cậu đâu, nói cho tôi biết cách tìm được hắn đi." Qua cuộc nói chuyện Trương Dương cũng nhận ra được sự sợ hãi của Đường Sơn với Lê Thúc. Đường Sơn do dự một lúc, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói cho Trương Dương cách tìm Lê Thúc. Quay vào tiệm ăn nhanh, Triệu Thiên Tài vừa uống nước vừa xem thời sự trên TV thời sự đang đưa tin về vụ nổ súng ở sân vận động trượt băng hôm nay, camera trong sân đã ghi hình được hình dạng của Trương Dương. Triệu Thiên Tài nhìn thấy tấm ảnh không khỏi lo lắng, nhưng cũng may tấm ảnh chụp không rõ ràng, khó mà nhận ra được. Trương Dương cúi đầu thấp xuống, sợ hắn gây chú ý cho người khác, Triệu Thiên Tài liền cầm lấy túi hamburger nói chúng ta nên đi thôi. Hai người quay lại chiếc xe pho của mình, Triệu Thiên Tài nói không sao. Bức ảnh chụp không rõ không nhận ra được đâu trương dương nói dù sao thì cũng là thân phận ngụy tạo có nhận ra tôi cũng không sợ triệu thiên tài nói chúng ta có thể đi tìm ông đường trương dương lắc đầu bây giờ cảnh sát đang theo dõi sát sao đường sơn chúng ta mà đến tìm hắn chẳng khác tự chui đầu vào lưới triệu thiên tài nói thế phải làm sao cứ lấy được máy tính của đường ngọc linh rồi tính tiếp kiều trấn lương không nghĩ rằng cố doãn chi đến viếng thăm mình ông cũng nghe qua về việc của cố giai đồng vội vàng mời cố doãn chi vào nhà, bí thư cố, ông từ Mỹ về lúc nào thế? Vẻ mặt của cố doãn chi trông tiêu tụy, ông nhỏ giọng nói, tôi vừa mới xuống máy bay, lập tức đến gặp ông. Kiều Trấn Lương biết cố doãn chi tuyệt đối sẽ không chủ đích đến tâm sự với mình, tuy ông rất kính nể cố doãn chi, nhưng quan hệ giữa hai người ngoài công việc ra chẳng có gì là quá sâu sắc. Ông đoán rằng lần này cố doãn chi nhất định là có lý do quan trọng cho nên Kiều Trấn Lương trực tiếp mời Cố Doãn Chi vào thằng thư phòng ngồi nói chuyện, không ngồi ở phòng khách giống như tiếp đãi khách bình thường. Kiều Trấn Lương mời Cố Doãn Chi ngồi, tự tay rót trà cho ông, ân cần hỏi, bí thư cố, việc của giai đồng tôi cũng có nghe qua, thế sự khó liệu, phải cố mà thuận biến kìm nén nỗi đau. Cố Doãn Chi gật đầu, người đầu bạc tiến người đầu xanh, đương nhiên trong lòng không hề dễ chịu, nhưng mọi thứ đã là sự thật, dù tôi không muốn cũng phải chấp nhận. Cố Doãn Chi tuy gặp phải sự việc đau thương mức ấy nhưng vẫn duy trì được lý trí, kiềm chế được khác hẳn người bình thường. Kiều Trấn Lương vỗ nhẹ vào lưng Cố Doãn Chi, "Bí thư Cố, năm tháng không buông tha người, sức khỏe là quan trọng nhất, tuyệt đối phải quý trọng bản thân mình, người mất thì cũng đã mất rồi, phải quý trọng những người còn bên cạnh mình để con bé còn yên lòng nhắm mắt." Kiều Trấn Lương cũng là người làm cha, đương nhiên cũng hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi con cái sự ra đi của cố giai đồng hiển nhiên là sự đả kích lớn đối với cố doãn chi cố doãn chi nói bí thư kiều việc đầu tiên sau khi tôi xuống máy bay là đến gặp ông tôi có chuyện cần ông giúp đỡ kiều trấn lương đáp bí thư cố chỉ cần tôi có thể làm tôi nhất định sẽ dốc sức tôi sẽ không từ chối đâu câu này chứa đựng đầy thành khẩn của kiều trấn lương ông không nhấn mạnh nguyên tắc tính đảng nào cả ông cho rằng tuy Cố Doãn Chi đã rời khỏi trốn chính trị nhưng công lao của ông với Bình Hải là không thể phủ nhận được, Cố Doãn Chi chắc sẽ không đưa ra yêu cầu quá mức. Cố Doãn Chi nói, tôi có lý do tin rằng, cái chết của Giai Đồng không phải là ngoài ý muốn. Kiều Trấn Lương trao mày, ông kiên nhẫn đợi Cố Doãn Chi nói tiếp. Cố Doãn Chi tiếp tục, lúc tôi và Minh Kiện đến Mỹ đã có người gây khó dễ cho chúng tôi, Minh Kiên suýt nữa đã bị một chiếc xe ra tốc đâm chúng. Kiều Trấn Lương kinh ngạc, sao cơ? Cố Doãn Chi nói, may mà cậu ta mạng lớn, gặp giữ hóa lành. Kiều Trấn Lương nói, bí thư cố, lẽ nào có người muốn lợi dụng việc của giai đồng để dụ các ông đến Mỹ, sau đó tùy cơ xuống tay. Dựa vào trí thông minh của Kiều Trấn Lương, ông lập tức hiểu ra điểm mấu chốt. Cố Doãn Chi gật đầu, bị kịch của giai đồng là do chính tôi tạo ra, là tôi đã làm liên lụy đến nó. Kiều Trấn Lương phẫn nộ, kẻ nào mà vô sỉ như vậy, lại dám làm ra chuyện hèn hạ đến vậy cô doãn chi nói tiếp việc tôi muốn cậu giúp chính là việc này kiều trấn lương cầm tách trà lên nhấp một cái cô doãn chi nói tôi làm lãnh đạo bình hải nhiều năm khó tránh sẽ đắc tội với nhiều người khi tôi còn giữ chức những người này có lẽ không dám hành động nhưng bây giờ tôi đã nghỉ hưu chúng liền bắt đầu ra tay kiều trấn lương tràn đầy cảm xúc nói kỳ thực làm quan là một nghề nguy hiểm nhất Cố Doãn Chi đáp, tôi không sợ nguy hiểm, nếu đã lựa chọn con đường này thì sẽ không lo nghĩ về sau, nhưng tôi không ngờ rằng tôi lại làm liên lụy đến con gái mình. Nói đến đâu, Cố Doãn Chi cảm thấy một nỗi đau khó tả dâng lên, con trai lúc đầu thì hút ma túy đánh bị thương người khác, nếu không có Trương Dương đưa ra chứng cứ có lợi thì lúc này hẳn đã ngồi trong tù bóc lịch. So với đứa con gái con trai ông coi như còn may mắn. Lời Cố Doãn Chi làm cho Kiều Trấn Lương cảm thấy như cùng chung một lẻ thù ngày hôm nay của cố doãn chi có lẽ sẽ là tương lai của ông những kẻ hèn hạ lấp sau lưng bầy mưu hãm hại thật quá ngông cuồng chúng không từ mọi thủ đoạn để trả thù cố doãn chi tìm đến mình cho thấy mối nghi ngờ của ông ấy tập trung trong bộ phận bình hải kiều trấn lương thân làm lãnh đạo đương nhiệm ông có trách nhiệm thanh trừ tất cả đám cặn bá ẩn núp trong nội bộ bình hải kiều trấn lương nói có đầu mối gì không cố doãn chi đáp tôi cũng không rõ tuy nhiên tôi tin rằng sẽ nhanh chóng có manh mối thôi kiều trấn lương gật đầu điện thoại trong thư phòng của ông vang lên kiều trấn lương mỉm cười nhìn cố doãn chi rồi đi lấy điện thoại khi nhận điện hai bên mày của kiều trấn lương nhăn lại sau khi nghe xong ông cúp điện thoại quay lại nói với cố doãn chi đường hưng sinh đã chết rồi cố doãn chi ngẩn ra đường hưng sinh là một trong hai kẻ bị nghi ngờ nhất đã hại chết cố giai đồng y chết rồi vậy sự nghi ngờ càng nghiêng về phía vương quân giao ngay sau đó Kiều Trấn Lương lại hỏi một câu, "Bí thư Cố, có phải Trương Dương cũng đi Mỹ không?" Cố Doãn chi nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, "Việc Trương Dương không thể che giấu được, dù ông ta không nói thì lãnh sứ quán cũng để lộ ra chuyện này." Kiều Trấn Lương đáp, "Tên tiểu tử này thật là một kẻ phiền toái, gây sơ hở lộ liễu thế này ở Mỹ, chỉ e sự việc không ổn thỏa." Chương 642, Đường dây rửa tiền Cố Doãn Chi nói sâu xa, bây giờ kết luận e là vẫn hơi sớm, phải xem kết quả cuối cùng, có một số việc cần phải có người đi làm. Kiều Trấn Lương gật đầu, đúng vậy, cũng phải có người đi làm. Sau khi Kiều Trấn Lương tiến Cố Doãn Chi về, Kiều Mộng Viện liền bước ra, ân cần nói cha, bí thư cố tìm cha có việc gì vậy. Kiều Trấn Lương thở dài, dài đồng bị tai nạn xe ở Mỹ, bí thư cố đang phải để tang con gái mình. Trong lòng ông ấy rất đau buồn, muốn tìm một người để tâm sự, ta cũng đành an ủi ông ấy chút. Kiều Mộng Viện nói cha, con nghe nói Trương Dương cũng đã đi Mỹ. Kiều Trấn Lương cười, bây giờ có rất nhiều lời đồn đại ở bên ngoài, chưa chắc đã đáng tin đâu. Không phải con và hắn là bạn tốt sao, có thể gọi hỏi hắn mà. Kiều Mộng Viện không nói được gì, cô không phải là không có gọi điện cho Trương Dương, nhưng Trương Dương cứ như là bốc hơi mất, đột nhiên lặn mất tâm không thấy tin tức gì. Kiều Mộng Viện tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Cô bắt đầu ý thức được sự quan tâm của bản thân đối với Trương Dương đã vượt qua cả mình. Lẻn vào nhà của Đường Ngọc Linh là chuyện đơn giản đối với Trương Dương, sau khi thăm dò cảnh sát đã rời đi, hắn bảo Triệu Thiên tài xuống dưới lầu canh chừng, còn hắn đột nhập vào nhà Đường Ngọc Linh, phá cửa lẻn vào là cách trực tiếp đơn giản nhất. Nhà của Đường Ngọc Linh có ba phòng rất tiện nghi, đồ đạc xa hoa. Xem ra ả sống ở Mỹ tương đối xa xỉ giàu có đường hưng sinh tuy chết rồi nhưng Trương Dương cũng không lấy làm đồng cảm với loại người này cho mấy. Y sở dĩ có kết thúc như ngày hôm nay Âu cũng là đúng người đúng tội, con gái Y sống sung sướng như vậy cũng thực dễ đoán ra đường hưng sinh đã tham lam không ít khi còn làm cục trưởng cục công an Nam Tích. Trong phòng đường Ngọc Linh có hai máy tính một bàn một lép, Trương Đại Quan Nhân không hiểu cái nào mới có chứng cứ, đành cầm chiếc lép rồi sau đó dỡ cả cái cây của máy bàn đem theo. Sự việc đang tiến hành rất thuận lợi, Trương Dương đựng cả hai thứ vào túi, xốc lên đi nghênh ngang ra cửa chính. Hắn để đồ vào trong sư, Triệu Thiên Tài chờ hắn lên xe xong xuôi liền lập tức lái xe đi khỏi. Triệu Thiên Tài nói, đi đâu đây? Trương Dương nói, New York, rời khỏi Buffalo không lâu, trên đường tới New York thì gặp phải bão tuyết, hai người đành phải hủy bỏ kế hoạch đến New York mà tạm thời dừng ở một khách sạn dọc đường, đợi hết bão rồi mới tiếp tục hành trình triệu thiên tài thuê một phòng có máy tính rồi lắp cây máy lấy được vào màn hình máy cây đó không hề có mật khẩu có thể dễ dàng mở vào tìm tòi nhưng không phát hiện bất cứ tài liệu gì hai người lại mở chiếc lép nhưng lại có mật khẩu nên không thể mở được triệu thiên tài thổi một tiếng sáo xem ra bí mật ở trong cái này rồi trương dương nói phá mật khẩu đi triệu thiên tài nói phá mật khẩu cần phải có thời gian phải kiên nhân Đường Ngọc Linh tuy thiết lập mật mã nhưng điều này không làm khó gì triệu thiên tài, y không chỉ là một kỹ sư xuất sắc mà còn là một chuyên gia máy tính đẳng cấp. Chỉ trong có 3 phút, triệu thiên tài đã giải mã được mật khẩu, y cười nói, may mà tôi còn nhớ ngày sinh của cô ta. Trương Dương nói, không đâu cậu lại nhớ sinh nhật cô ta làm gì. Có hứng với cô ta hả? Triệu thiên tài cười không nói gì, trong lép có lưu giữ tài liệu cá nhân của đường Ngọc Linh, xem qua vài ảnh chụp cho thấy cuộc sống của cô ta tương đối ăn chơi chắc tán, có những tấm ảnh khỏa thân lộ liễu đến cả một người phong lưu trang gió như Trương Đại Quan Nhân cũng phải đỏ mặt, không cần phải nói đến triệu thiên tài. Trương Dương chửi mắng, giống hệt như cha cô ta, đều là thứ bị ổi lăng loàng. Sự chú ý của triệu thiên tài bị thu hút bởi một file tài liệu có khóa mật khẩu, chủ nhân của chiếc máy giặt mật khẩu cho tài liệu nhưng cũng chỉ là trình con nít phổ thông nên mật mã này không làm khó được triệu thiên tài. Triệu Thiên Tài nhanh chóng phá khóa tài liệu này, trong đây có chứa một số ghi chép về khoản tham ô hối lộ của Đường Hưng Sinh. 04821, sinh nhật bí thư tử, 20 vạn, 04928, con gái bí thư tử kết hôn. Trương Dương nhìn đến mức trợn tròn mắt, 99% bí thư tử ở đây là từ Quang Nhiên, hắn thực không hề nghĩ rằng từ Quang Nhiên lại có câu kết với Đường Hưng Sinh, nhưng các con số liệt kê tiếp theo đó càng làm cho Trương Dương kinh hãi. Những tài liệu mà Đường Hưng Sinh để lại có đề cập đến nhiều tầng lớp, các loại quan lớn làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ trong đầu Trương Dương chỉ có thể dùng hai từ chấn động để miêu tả. Triệu Thiên Tài lại chẳng biết gì hết về những người trong này, nhưng y cũng hiểu ý nghĩa của các con số này, nhỏ giọng hỏi, những người này đều tham gia tham ô hối lộ sao? Trương Dương không nói gì, tài liệu mà Đường Hưng Sinh để lại đã vén ra một bức màn bí ẩn đen tối đáng sợ, chẳng trách có người muốn giết hắn trong file có không ít nhật ký của đường hưng sinh, Trương Dương mở một bản trong đó. Đây là ngày đầu tiên tôi đến Canada, tôi vốn tưởng sẽ có cảm giác như mình sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm tí nào, ngược lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi nặng nề. Sau cái chết của Tiếu Nguyệt, tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã yêu cô ấy nhiều như thế nào. Nếu không phải bị áp lực thì tôi không muốn giết cô ấy, giờ rời khỏi cố thổ. Tại sao tôi vẫn cứ nghĩ đến những việc này? tôi nên quên sạch tất cả đi, thậm chí quên luôn cả tên của mình, tôi không còn là đường Hưng sinh nữa, tôi không còn là người Trung Quốc. Đến đây đã được một tháng rồi, Lê Thúc là một con quỷ hút máu tham lam, tôi thực có chút hối hận vì đã tìm đến hắn, số tiền bao nhiêu năm tôi vất vả mới kiếm được, chỉ qua tay của hắn là thành hợp pháp. Giờ lại bị giảm giá tới mức thảm hại, mỗi lần nhìn thấy điệu cười tham lam không đáy của hắn là tôi chỉ hận một nỗi không thể rút súng ra, một phát bắn chết hắn đây gọi là hổ lạc bình dương bị chó khuyển bắt nạt ở đây không phải là quê nhà của tôi tôi đã phải trả giá rất nhiều vì phải bảo toàn cho bọn họ mà ta phải tha hương xa xứ nhưng họ lại yên ổn vô lo dựa vào cái gì chứ vì sao ta phải gánh chịu tất cả chứ vấn đề quyền nhập cư đã được giải quyết tôi như được lột xác chỉ soi vào gương là tôi cũng không dám nhận ra đây là mình tôi đã trả giá không biết bao là tinh lực và tài lực có được lại chỉ là một nơi không phải nhà của mình. Dù tôi có được thân phận hợp pháp thì tôi vẫn là một kẻ ngoại lai. Hôm nay tự nhiên lại gặp một cố nhân trên phố, cậu ta từng là lãnh đạo tỉnh Vân An, cũng là vì lý do kinh tế mà chạy trốn tới đây, mà vừa khéo, cậu ta cũng đã đến tìm Lê Thúc, chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm, hai người ngồi đối diện nói chuyện đột nhiên có cảm giác giống như là đều là kẻ lưu lạc phương trời, gặp nhau hà tất phải cần sự quen biết thì ra có rất nhiều kẻ làm quan thất thế bỏ trốn như chúng tôi, có người trốn được, có người che giấu rất giỏi, vẫn cứ tiếp tục ung um dung sống tự do ở trong nước. Tiền của chúng tôi muốn rửa sạch phải thông qua những con quỷ hút máu như Lê Thúc, dù chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn phải chịu đựng gã, lẽ nào đây chính là báo ứng? Lẽ nào tiêu thứ của bất nghĩa thực sẽ không có kết thúc tốt đẹp sao? Triệu Thiên Tài nói, tên Lê Thúc này có vẻ rất lợi hại. Trương Dương nói, qua nhật ký Đường Hưng Sinh viết cũng đủ biết, Lê Thúc chuyên làm công việc rửa tiền cho đám tham quan trong nước, trong tay hắn không biết đang nắm giữ bao nhiêu mạng lưới quan tham. Điều làm Trương Dương thấy thất vọng là ghi chép trong máy lại không có thứ liên quan đến Hải Sắt phu nhân, xem ra người phụ nữ này rất giỏi che giấu. Triệu Thiên Tài nói tiếp, tôi tin rằng, bất cứ sản nghiệp gì cũng có thị trường cả, tên Lê Thúc này thông qua rửa tiền để đạt được món lợi cách xù. Trương Dương đứng dậy, đi ra phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài tuyết đang rơi trắng xóa trong lòng hắn không khỏi lo lắng hắn biết thứ tài liệu đường hương sinh để lại có ý nghĩa như thế nào nếu tài liệu mật này bị vạch trần chắc chắn sẽ khiến cho nam thích bị một vố chấn động chưa từng có tối đó đường ngọc linh liền báo cảnh sát bị mất cắp hai chiếc máy tính bị ăn trộm nhưng những đồ đạc khác lại không bị động đến đường ngọc linh lo lắng vì những bức ảnh nhạy cảm mà ả à để trong máy cô ả à sợ sẽ có người lợi dùng nó để uy nhiễu mình Lê Thúc cũng nhanh chóng biết được chuyện này, máy tính của đường Ngọc Linh bị ăn trộm, sao kẻ trộm lại chỉ nhầm vào máy tính của cô ta, lẽ nào trong máy tính có thứ gì quan trọng? Lê Thúc nghĩ tới những bí mật đường Hưng sinh có thể biết được, nhất thời nảy sinh lo lắng. Gã ngồi trong biệt thự của mình ở New York, cầm ly rượu vang đỏ mà yêu tư nhìn chằm chằm vào lò sưởi phía trước. Lúc này gã cảm thấy không bình ổn chút nào, đường Hưng sinh tuy đã bị trừ khử như ý muốn nhưng cái tên tiểu tử bắt cóc đường Ngọc Linh kia lại không bị cảnh sát bắt được, theo như lời khai của đường Ngọc Linh đã khai sau khi chạy thoát có thể đoán được rằng, tội phạm có hai người trong đó có một kẻ không biết nói tiếng Anh. Chiếc điện thoại cổ trong phòng đột nhiên đổ chuông, làm nứt mạch suy nghĩ của Lê Thúc, hắn thở dài đưa tay ra nhấc điện thoại, alo. Một giọng nói lạnh lùng mà lại non trẻ cất lên, Lê Thúc, lão nhân gia ông vẫn khỏe chứ. Lê Thúc có chút ngạc nhiên, trao mày lại, gã nghĩ tới một người, vẫn khỏe, cơ thể tôi vẫn còn cường tráng lắm. Bỏ ngựa bắt phe, chim sẽ đợi sẵn ông thực sự không đơn giản chút nào chiêu mượn giao giết người cũng thực là nhuần nhuyễn điệu nghệ lê thúc cười phá lên chàng trai trẻ tôi thực không biết cậu đang nói gì nữa ông không phải là lão hồ đồ mà đang giả bộ hồ đồ chiếc hòm chứa bột trắng là do ông đã đưa cho đường hưng sinh sau đó chính ông đi báo cảnh sát nói đường hưng sinh đang buôn bán ma túy với tôi muốn mượn một mũi tên giết chết hai con chim trừ khử cả tôi và đường hưng sinh sự việc đã nói trắng lê thúc cũng không cần phải ngụy biện thêm nữa gã lạnh lùng nói tôi không quen biết cậu tôi cũng không có thủ oán gì với cậu tôi chỉ là ứng phó với đường hưng sinh bây giờ hắn chết rồi sự việc đã kết thúc điện thoại lại truyền đến tiếng cười lớn kết thúc ông cho rằng chuyện này sẽ chấm dứt ở đây sao lê thúc lạnh lùng nói cậu muốn thế nào đường hưng sinh đã để lại trong máy tinh của con gái hắn một số thứ bây giờ những thứ đó đang ở trong tay tôi tôi nghĩ ông sẽ cảm thấy hứng thú lê thúc trong lòng nhất thời lo lắng gã dù sao cũng là một lão tướng đầy kinh nghiệm điềm nhiên nói đường hưng sinh cũng đã chết rồi việc của hắn ta không quan tâm đừng cho rằng chỉ cần nắm được vài thứ vu vơ không căn cứ là có thể uy hiếp được ta chàng trai trẻ ta khuyên cậu hãy sớm rời khỏi đây nếu không cậu có hối cũng không kịp tại sao lại đổ tội giết cố giai đồng cho đường hưng sinh việc xảy ra với cô ta có phải là do ông bày ra không Lê Thúc Đáp, cậu là Trương Dương, xem ra trước đây ta đã quá coi thường cậu, không sai, việc cố giai đồng là do ta làm, cậu có thể làm gì chứ? Đây là nước Mỹ, tôi chỉ cần búng một ngón tay, cậu sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Trương Dương đáp, hãy nhớ cái câu này của ông nhé. Vì tôi mà ông phải sống đấy, tôi phải tự tay bắt sống cái mạng chó của ông. Trương Dương cúp điện thoại, nhưng Lê Thúc vẫn đang cầm chiếc điện thoại mà ngẩn ra, một lúc lâu sau mới định thần lại được gã lập tức gọi tới một số khác. Phu nhân, Trương Dương đã tra ra thân phận của tôi rồi. Suốt cuộc ông làm thế nào vậy? Sao lại để hắn tra ra? Lê Thúc nói, Đường Hưng Sinh đã để lại vài thứ trong máy tính của con gái hắn, nhất định là trước khi chết đã nói cho Trương Dương biết, cho nên ông có biết là tại sao ta bảo ông trừ khử Đường Hưng Sinh không? Vì hắn đòi hỏi quá đáng, ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quan viên trong nước nếu thật hắn có để lại tài liệu thì những thứ đó hẳn sẽ gây chấn động cả trốn chính trị bình hải chúng ta là được là nhờ làm ăn với đám quan lại này nếu họ toi đời thì chúng ta sẽ mất đi nguồn khách hàng mất đi nguồn khách hàng có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng tồn tại được mà nếu họ gặp phải vấn đề thì còn có ai tín nhiệm chúng ta còn ai sẽ rửa tiền thông qua chúng ta đây lê thúc im bặt không trả lời được ta không cần biết ông làm thế nào cũng không biết ông dùng thủ đoạn gì nhất định phải bắt được hắn càng không được để hắn về nước. Lê Thúc nói, tìm thấy hắn không phải là dễ. Việc này ông không cần phải lo, theo tính tình của hắn, nếu biết việc cố giai đồng là do ông làm, thì dù ông không tìm hắn hắn cũng sẽ tìm đến ông. Lê Thúc nghe xong lời này có chút dùng mình, nhưng gã lập tức nghĩ lại Trương Dương chẳng qua chỉ là một người, dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng chẳng làm được trò chống gì trong địa bàn của gã. Đường Sơn đang ở trong khu xưởng ngầm dưới đất của mình để thưởng thức chiếc xe poser vừa lắp ráp xong, đột nhiên cửa xưởng bị mở tung ra, có hơn 10 tên mặc áo đen nối đuôi nhau xông vào, Đường Sơn cảm thấy không ổn, vội vàng quay người chạy về phía phòng làm việc, sau lưng đã nghe thấy tiếng súng. Đường Sơn chưa kịp chạy vài bước, chân phải của y đã bị đạn bắn trúng. Y kêu lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, một tên áo đen đi đến, lấy súng chĩa thẳng vào đầu y, "Trương Dương ở đâu?" Đường Sơn lắc đầu, tao không biết mày đang nói gì. Tên áo đen dơ súng bắn thẳng vào tai trái của đường Sơn, tai của y bị đạn bắn đến mức đau buốt, máu chạy ướt hết đầu và mặt. Tên áo đen lại hỏi, bây giờ có biết hay không hả? Đường Sơn nói, tại sao lại tìm tao chứ? Nếu như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, thuộc hạ của mày lại không được kín miệng như mày lắm. Tên áo đen cười nói, lúc này đường Sơn mới nhìn thấy lập lực hán cùng với hai tên áo đen khác đi ra đường sơn cắn răng nghiến lợi, lạp lực hán, người đã bán đứng ta. Tên áo đen cười ha ha, bán đứng mày. Mày chỉ có thể cho hắn cuộc sống u ám ẩn giật, nhưng bọn tao lại có thể cho nó một thân phận quang minh chính đại, cho hắn tiền, cho hắn cả gái, hoàn toàn biến hắn thành một người Mỹ, có tên kẻ ngốc mới từ chối điều kiện này. Gã lại dùng súng lục nhằm thẳng vào cánh tay phải của đường Sơn, nghĩ cho kỹ đi, hãy đưa ra cho tao một câu trả lời xác đáng. Đường Sơn đáp, Lê Thúc phái mày tới. Tên áo đen đáp, mày không nói thì chỉ có đường chết. Đường Sơn nói tiếp, tao không biết, tao thực sự không biết chỗ của hắn. Bụp, một tiếng súng lại vang lên, cánh tay trái của đường Sơn bị bắn một phát. Đường Sơn cũng rất kiên cường, y nghiến răng không rên một tiếng. Đường Sơn nói, kết bảo hiểm, trong kết bảo hiểm ở phòng làm việc có điện thoại, có thể liên lạc được với họ. Đừng có mà dở trò đấy. Đường Sơn mặt mày đầy máu tươi cố lê lết vào phòng làm việc của mình, y gỡ bức tranh sơn dầu ra, phía sau là chiếc két sắt. Tên áo đen chĩa súng vào đầu y, mở ra. Đường sơn gật đầu, từ từ nhập mật mã, tên áo đen cảnh giác nhìn đường sơn, đường sơn ấn chữ xô cuối cùng, chiếc tường đột nhiên chuyển động, đây là một cánh cửa ngầm, cửa tự động mở ra, tên áo đen càng cảnh giác nhìn chằm chằm đường sơn, nhưng không ngờ bàn tay y đột nhiên bấm vào mật mã trên bàn phím, từ lỗ hồng trên cánh cửa ngầm bắn ra hai mũi tên, bắn thẳng vào đỉnh đầu của tên áo đen. Gã nghiêng ngả rồi ngã lăn ra sàn. Cơ thể mập mạp của y trong chốc lát linh hoạt lạ thường, nhanh chóng chui vào bên trong cánh cửa, những kẻ khác ở bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vàng lao vào, nhằm bắn theo Đường Sơn, nhưng đạn đền bị bức tường ngầm chặn đứng. Khi trời vừa sáng, cả vùng đã bị bão tuyết bao trùm trắng xóa, Triệu Thiên Tài đứng ở phía ngoài cửa, thấy tuyết đã phủ kín một nửa lốp xe ô tô, không khỏi lắc đầu, xem ra họ phải tiếp tục ở lại chỗ này. Trương Dương từ phía sau đi ra, nhỏ giọng nói, chuẩn bị xuất phát thôi. Triệu thiên tài đáp, tuyết dày quá, chiếc xe pho của chúng ta là xe tiên phong, khả năng tự cứu rất kém, đừng mạo hiểm nữa, ngộ nhỡ nửa đường bị mắc kẹt thì rất phiền, hay là chờ rồi tính. Trương Dương chỉ vào chiếc xe Freelander đỗ ngay bên cạnh xe mình nói, chiếc xe đó cũng được, chúng ta sẽ lái nó. Triệu thiên tài ngạc nhiên, cậu định cướp xe à? Trương Dương nhếch môi cười, tôi đâu có bản lĩnh đó, cái kỹ thuật này phải giao lai like cho cậu vậy, tôi thì cũng chỉ là giúp mở cửa xe thôi. nói rồi hắn đi tới, định dùng quyền đập bể cửa kính, triệu thiên tài vội vàng ngăn cản hắn. cậu cho rằng đến cửa chiếc xe này tôi cũng không mở được sao? chỉ trong vòng mấy chục giây, triệu thiên tài đã mở được cửa xe và dễ dàng khởi động máy. y nhìn về phía trương dương, câu lái xe đi. trương dương ngồi vào xe, lái chiếc xe đi lên chỗ tuyết động. chiếc xe chuyển động làm kinh động đến chủ nhân của nó gã kêu ầm ý chạy từ trong khách sạn đi ra, Trương Dương đã đẩy chân ga phóng thẳng. Gã người Mỹ phẫn nộ phát điên lên chửi mấy lần, ép sao 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 yêu. Lúc này Triệu Thiên Tài mới hạ cửa kính xe thò đầu ra ngoài, nghênh ngang giơ hai ngón tay giữa ra nhạo lại. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nhiều lúc làm vài việc xấu cũng thực cảm thấy vui vẻ hẳn, xem ra trong sâu thẳm mỗi người đều ẩn núp chút ý định phạm tội. Triệu Thiên Tài mở bảng hướng dẫn của xe, xác định vị trí cần tới, sau đó điều chỉnh chiếc ghế ngồi cho thoải mái thích thú nằm lên trên tôi phát hiện thấy cậu thực sự sinh ra để làm tội phạm đó trương dương nói đừng có sỉ nhục cán bộ đảng của chúng tôi triệu thiên tài cười cậu đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng cố hữu về các bộ đảng đại lục của tôi rồi trương dương đáp sau sự việc lần này có lẽ tôi thật sự trở thành một tên tội phạm bị truy nã toàn cầu mất hắn vỗ vai triệu thiên tài liên lụy đến cậu rồi Triệu Thiên Tài đáp, tôi là không còn đường nào để đi. Năm đó khi đến Mỹ, vì gặp phải bọn cướp, tôi đã ngộ sát một người nên mới làm ở xưởng xe lậu của Đường Sơn bấy lâu nay. Cậu ấy đối với tôi cũng rất tốt, giúp tôi chăm sóc em gái. Tôi cũng không nghĩ tới tương lai gì, vốn cho rằng cả đời này không còn sáng sủa gì, chắc phải sống như vậy. Em gái là nỗi bận tâm và hy vọng lớn nhất. Tôi liền mạng làm việc chỉ để kiếm tiền cho nó đi học, để nó được sống sung sướng, nhưng nghĩ đến cái chết thê thảm của em gái, mắt của Triệu Thiên Tài lại đỏ ngầu lên, y lấy nắm tay áp chặt vào miệng, mãi mới kìm chế được cảm xúc, tôi chẳng còn gì để bận tâm nữa, cho nên không sợ bị liên lụy đâu. Trương Dương nói, chỉ cần lần này chúng ta rời Mỹ về nước thuận lợi, tôi sẽ giúp cậu cải tà quy chính. Triệu Thiên Tài lắc đầu, đi sai một bước thì sẽ đi sai cả trăm bước, chúng ta đều không có cơ hội quay đầu lại đâu. Chuông máy BP của y vang lên, Triệu Thiên Tài lấy máy nhắn tin ra xem. Đường Sơn phát cho công nhân trong xưởng ngầm của mình mỗi người một chiếc máy nhắn tin, âu cũng để dễ dàng tìm họ. Số máy nhắn tin chỉ có Đường Sơn biết, Triệu Thiên Tài nhỏ giọng nói, "Đường Sơn." Trương Dương nói, "Xem xem cậu ấy có việc gì." Triệu Thiên Tài mở di động ra, gọi theo số trong máy nhắn tin. Giọng Đường Sơn có chút khàn khàn, đưa điện thoại cho Trương Dương. Triệu Thiên Tài vội đưa điện thoại lại cho Trương Dương, tìm cậu đó. Trương Dương lấy làm lạ, Đường Sơn đã nói rõ là không muốn dây dưa vào việc giữa họ và Lê Thúc, sao còn gọi điện thoại cho mình? Lẽ nào gã thực sự gặp chuyện gì? Sự việc quả như dữ liệu của Trương Dương, Đường Sơn kể cho Trương Dương nghe về chuyện bị tấn công ở xưởng ngầm, tức giận mà nói, tên thất phu khốn kiếp kia, hắn không tìm thấy các cậu, lại chĩa thẳng hỏng súng vào tôi. Trương Dương nói, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã bị cuốn vào việc rồi, bây giờ muốn đặt mình đứng ngoài chuyện có lẽ đã muộn rồi, muốn bảo toàn tính mạng. Cậu chỉ còn một cách, đó là giúp chúng tôi loại bỏ Lê Thúc. Đường Sơn Đáp, lão già kia có một sở thích rất ít người biết, hắn là một kẻ mê đồng luyến, thích gái non, trước giờ đều là tên Thomas của tổng hội Hồng Ngũ Nguyệt Dạ ở New York phục vụ hắn về mặt này, cậu tìm hắn có thể bắt đầu từ Thomas. Tổng hội Hồng Ngũ Nguyệt Dạ là một hội rất nổi tiếng ở New York, bình thường những người đến đây đều là giới thượng lưu, ở đây ra vào phải có thẻ hội viên, người bình thường không được phép vào trương dương và triệu thiên tài tuy có chút năng lực nhưng cũng không có cách nào đối phó với phòng vệ cẩn mật của hồng ngũ nguyệt họ không thể cứng nhắc mà xông thẳng vào hai người ngồi trong xe phía bên kia là hồng ngũ nguyệt đèn sáng lập lòe bên ngoài cửa có tới bốn tên bảo an trang bị đầy đủ vũ khí giải quyết mấy tên cũng không khó chỉ là phía nghiêm bên đối diện hồng ngũ nguyệt lại là đồn cảnh sát chỉ hơi chút động tính cũng sẽ kinh động đến đám cảnh sát triệu thiên tài nói không thể xông thẳng vào ngộ nhỡ đánh rắn động cỏ thịt phiền Trương Dương nói, đi vòng qua phía sau, tôi sẽ nhảy qua tường vậy. Triệu Thiên Tài nói tiếp, tường vây cao tới hơn 3 mét, bên trên lại có lưới điện đó. Y hiển nhiên không tin Trương Dương có thể nhảy vượt qua tường cao như vậy. Trương Dương cười, cậu để ý lái xe qua đó là được rồi. Triệu Thiên Tài lái xe vòng ra phía sau, Trương Dương mặc một bộ áo mặt nạ vừa mua được vào, trông giống như một người nhện thực thụ. Triệu Thiên Tài nhìn bộ dạng của Trương Dương không nhịn nổi cười, nếu như cậu có bản lĩnh của Spider-Man thì tốt quá. Trương Dương mở cửa xe đi xuống, lợi dụng bóng đêm che chở, hắn nhanh chóng trèo lên chiếc cây to bên tường, lên đến độ cao có thể nhảy vào tường, hắn hít sâu một hơi, thả người nhảy qua, trực tiếp vượt qua bức tường. Triệu thiên tài nhìn thấy thế trợn mắt há hốc mồn, tốc độ của thằng nhãi này thực nhanh như vượt, từ độ cao 4 mét như vậy mà nhảy qua, lẽ nào không sợ ngã bị thương sao? Triệu thiên tài lo lắng hiển nhiên là thừa, dựa vào thân thủ của trương đại quan nhân, chỉ một bức tường vây tí tẹo sao có thể làm khó được hắn, trương dương nhảy xuống sân trong nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng bay, sau đó nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối quanh khu câu lạc bộ đêm. Qua cửa kính có thể nhìn thấy ở đại sảnh lầu một đang có biểu diễn ca nhạc, trên sàn có tới hơn chục vũ nữ thon thả tóc vàng mặc váy ngắn nhảy múa. Trương Dương không hứng thú gì với thứ đó, hắn áp sát vào vách tường trèo lên bên trên bằng thuật bích hổ du tường, một mạch leo đến tầng 3, tìm thấy một phòng không bật đèn, hắn vội mở cửa sổ chui vào. Trương đại quan nhân vừa lẻn vào thì cảm thấy có gì đó không ổn, bên trong căn phòng có tiếng đôi nam nữ đang nồng nhiệt, xem ra nơi đây cũng là một nơi như bẩn dơ giấy. Trương Dương lặng lẽ chuồn qua, thuận theo cánh cửa mà nhìn vào bên trong, trong đó thực có một đôi đang hành sự, ả à, tóc vàng đang ngồi trên người một tên đàn ông, cứ không ngừng động tác, tên kia cứ kêu lên không ngừng, thật chói tai. Trương đại quan nhân cũng không quấy nhiễu bọn họ, Thấy trên mắc áo có một bộ đồ tây phục, hắn liền mặc luôn lên người, thay bộ đồ người nhện kia, thế là thành công hóa trang thành người của địch, chẳng cần bộ đồ hóa trang kia nữa. Những người khách ở đây đều ăn mặc bình thường, chỉ có cách hắn cũng mặc đồ tây mới không đến mức nổi bật. May mà bộ đồ này hợp với vóc người Trương Dương, hắn cũng có lòng tốt treo lại bộ đồ của mình lên móc áo, ít nhất cũng không để cho người ta phải trần như nhộng ra khỏi phòng. Trương Dương cẩn thận mở cửa phòng bước ra, không ngờ bên ngoài lại đứng sừng sừng một gã vệ sĩ, tên này vốn đang đứng ngoài canh phòng, thấy cửa mở cứ tưởng chủ nhân đi ra, ai dè lại là một tên khác, gã còn đang không hiểu rốt cuộc là thế nào thì đã bị Trương Dương đánh một đòn vào mặt, ngất lịm đi. Hắn tiện tay điểm trúng huyệt đạo của gã, sau đó lôi tên vệ sĩ vào trong phòng. Làm xong việc Trương Dương chỉnh lại cà vạt, nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra bên ngoài. Bên trong hồng ngũ nguyệt trang trí rất nguy nga tráng lệ, hàng lang đều trải đầy thảm lông cừu, Trương Dương men theo hàng lang đi đến trước thang máy. Vào thang máy và đi thẳng xuống phòng khách tầng 1, hắn tìm một chiếc bàn và ngồi xuống. Rất nhanh có một quý cô thỏ phục vụ gợi cảm nóng bỏng đi đến, đôi mắt gợi tình nhìn Trương Dương, thương ngài, ngài muốn gọi gì. Trương Đại Quan Nhân nói tiếng Anh rất kém, hai ngày này đều học nói loạn theo triệu thiên tài, từ ngài hắn hiểu được còn phía sau thì chịu. Nhưng không quan trọng, Trương Dương rút bóp ra ra, đương nhiên không phải của hắn, bên trong có tới 2.000 đô, hắn móc ra một tờ trăm đô nhét vào trước ngực cô gái nói một câu, Chinese. Không còn cách nào khác, tiếng Anh của anh đây chán ốm, giao lưu với cô em bằng ngôn ngữ là không thể. Cô gái thỏ liền nở nụ cười tươi giói, theo cách hiểu của nàng, Trương Dương hẳn đang tìm một cô gái người Hoa, cô gật đầu nói, không vấn đề. Rất nhanh sau đó, cô dẫn đến một cô nàng người Hoa, Trương Dương nhìn qua cũng biết cô nàng không phải là người Trung Quốc thuần chủng, dáng người cao to, da lại trắng nón, cao khoảng 18 m tóc đen có lẽ là do nhuộm, đôi mắt đen cũng có chút khác thường. Trương đại quan nhân trông có vẻ như dễ dàng bị người khác lường gạt, lão đây muốn tìm một người Trung Quốc để hỏi thăm, rốt cuộc lại dám đưa thứ hàng giả ra lừa bịp hắn. Cô nàng này mặc một bộ sườn xám đỏ, tả sẻ lớn lộ rõ cái đùi dài trắng nõn, rất gây chú ý. Thực lương tâm mà nói, cô nàng cũng rất xinh xắn, nhưng hôm nay trương đại quan nhân đến không phải là để thăm hoa vấn liễu, vốn không có hứng thú, cô nàng nhìn trương dương cười thản nhiên chào tiên sinh tên em là mai la vừa mở miệng ra là giọng nói dịu dàng lưu loát trương đại quan nhân có chút ngạc nhiên xem ra người ta cũng không lừa hắn cô nàng nói tiếng trung rất thạo trương dương cười gật đầu có ý bảo cô nàng ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng nói em là con lai hả mai la gật đầu bà em là người thượng hải ti coi như em có một phần tư huyết thống trung quốc từ nhỏ đã lớn lên với bà cho nên tiếng thượng hải của em rất khá Trương Dương nói, tiếng Anh của ảnh rất kém. Mai La Quyến rũ nói, tới đây rồi, thực ra không cần lo lắng về ngôn ngữ, tay của cô nàng nhẹ lướt xuống đùi của Trương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay cố ý mà như vô tình chạm phải chỗ nhạy cảm của hắn, khiêu khích bản năng nguyên thủy của hắn. Trương đại quan rất nhanh đã phản ứng lại, bản năng của đàn ông, trong trường hợp này chẳng ai có thể kháng cự lại cả, càng huống hồ, vốn dĩ Mai La đã là một người rất quyến rũ. Trương Dương lùi lại đằng sau, rồi nắm lấy cánh tay Mai La đang định tiến thêm bước nữa. Mai La bĩu môi nói, có muốn cảm nhận phục vụ của tôi một chút không? Trương Dương cười nói, cô không phải là loại hình tôi thích. Câu này rõ ràng đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Mai La, nụ cười của cô ta ngay lập tức trở nên ngượng gạo, có điều cô ta vẫn bỏ ra tố chất nghề nghiệp rất tốt, tiên sinh thích loại hình nào vậy? Trương Dương nói, có nhỏ hơn một chút không? Cô hiểu ý tôi mà. Thái độ của Mai La hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng người thanh niên anh Tuấn này lại có sở thích biến thái như vậy. Trương Dương cần lấy tờ 200 đô la Mỹ đưa cho cô ta. Mai La nhận lấy tiền, rồi nhẹ nhàng nói anh thích hàng non sao. Trương Dương cười hơi xấu hổ. Mai La nói, việc này đều là của Angela phụ trách, nhưng hôm nay cô ấy lại không ở đây. Trương Dương nói, tôi muốn phục vụ tận nơi. Mai La nói, vậy thì phải để ông chủ gật đầu mới được. Người Trương Dương muốn gặp chính là ông chủ Thomas, câu này của Mai vừa đúng ý của hắn, hắn lại lấy ra 3 tờ đô la đưa cho Mai La. Tiền bạc thật sự có hiệu quả hơn lời nói rất nhiều, Mai La nói tôi dẫn anh đến gặp ông ta. Phòng làm việc của Thomas nằm ở tầng 5 Hồng Ngũ Nguyệt, Mai La đưa Trương Dương đến ngoài cửa phòng, có hai tên bảo tiêu da đen đứng ở đó trông, thấy Mai La đưa người đến, họ cùng bước tới, ngụ ý Trương Dương giơ tay lên, tiến hành khám người, không ngờ một ông chủ ký viện lại có phái lớn như vậy. Trương Dương giơ hai tay lên, để họ cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định rằng trên người Trương Dương không đem theo vũ khí gì, hai người mới để Trương Dương bước vào phòng làm việc, mặc dù Mai La là người làm của Hồng Ngũ Nguyệt, nhưng cũng phải khám người như vậy, từ đó có thể thấy rằng người tên Thomas khá là cẩn thận. Chương 643, càng ngắn càng hiểm. Phòng làm việc của Thomas rất lớn, tổng cộng có đến 100 mét vuông trên tường đều treo tranh sơn dầu cả, tất cả đều là cơ thể người, rất phù hợp với chuyên ngành của gã. Thomas ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc rộng, ánh mắt đang chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn, từ trên màn hình máy tính có thể nhìn thấy tình hình của rất nhiều phòng. Thomas dường như đều lắp đặt camera ở tất cả các phòng, trong tay gã nắm vững không ít điểm yếu của nhiều nhân vật thượng lưu. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngừng đầu dậy, Thomas 46 tuổi, là người thấp ít thấy trong số người Tây, đầu đã hói, đeo một chiếc kính cận dày cộp, gã nhìn thấy Mai La, cười nói, Mai La, em yêu của anh, xem xem em dẫn đến cho anh vị khách quý nào nào. Mai La nói ra vấn đề Trương Dương muốn phục vụ hàng non tận nơi, Thomas nhìn khắp Trương Dương một lượt, gã bĩu môi nói, tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận rồi, chúng tôi không cung cấp phục vụ vị thành niên đâu. Gã và Trương Dương không quen, nên rất đề phòng Trương Dương. Mai La làm nhân vật phiên dịch lâm thời. Trương Dương nói, Thomas tiên sinh, chú Lê giới thiệu tôi đến đây. Thomas nghe hắn nói vậy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, gã ý thức được việc này có gì đó không ổn, việc này liên quan đến vấn đề riêng của gã, chú Lê làm sao có thể nói ra ngoài được. Gã vội vàng kéo ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, nhưng tay của gã vừa chạm đến khẩu súng, Trương Dương đã xông đến, giơ chân đạp lên chiếc bàn làm việc, chiếc bàn lớn nặng bị Trương Dương đá bay về đằng sau, đập vào ngực của Thomas, Thomas ngã cả người cả ghế ra mặt đất mai la sợ kêu lên một tiếng hai bảo tiên ở phía ngoài nghe thấy động tĩnh liền xông vào trong phòng trương dương nhún người bay lên không trung hai chân đạp vào ngực hai tên bảo tiêu hai tên bảo tiêu bị thương nặng ngay lập tức đổ nhào ra đất không còn khả năng phản kháng trương dương nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất chĩa thẳng vào mai la đang muốn chạy trốn nghe lời cho ngoan ngoãn mau la sợ đến độ đứng ở đó hai chân mềm oặt nếu không phải dựa vào sức chống đỡ của bức tường đằng sau thì có lẽ cô ta đã đổ dạp xuống mặt đất rồi. Thomas bò dậy lấy khẩu súng, Trương Dương đến bên cạnh gã, dùng súng dí vào đầu hói của gã và nói muốn sống hay muốn chết. Hắn nhìn sang Mai La, ngụ ý bảo cô ta dịch. Mai La run dẩy dịch cho hắn. Thomas gật đầu lia lịa, muốn sống, muốn sống. Điều này đương nhiên không phải hỏi, sống quỳ còn hơn chết đứng, người nước ngoài cũng hiểu được điều này. Trương Dương nói, giúp tôi tìm đến chú Lê, là ông có thể giữ được tính mạng. Thomas đã hơi hồ đồ, gã kinh doanh hồng ngũ nguyệt nhiều năm, rất nhiều đối thủ cạnh tranh, người gã đắc tội cũng không ít, gã tưởng rằng Trương Dương xông vào mình, nhưng không ngờ người mà hắn muốn tìm không phải gã, mà là chú Lê, Thomas cười đau khổ nói tôi cho cậu địa chỉ, cậu trực tiếp đi tìm ông ta, tìm tôi làm gì? Trương Dương nói, ông luôn cung cấp hàng non cho lão đó, đương nhiên ông có cách tiếp cận lão. Hắn giơ tay ra đập vào đằng sau lưng Thomas thomas ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng gã sợ hãi nói cậu làm gì vậy trương dương nói đừng dở trò giúp tôi tìm đến chú lê tôi đảm bảo ông không sao còn nếu ông không làm được vậy thì đừng trách tôi không khách khí thomas do dự một lát rồi cuối cùng gật đầu nói tôi gọi điện thoại trương dương bỏ khẩu súng ra ngụ ý bảo gã gọi điện thoại thomas cầm điện thoại lên gọi cho số của chú lê gã khống chế cảm xúc rồi mới nói, chú Lê, tôi là Thomas, vừa nãy có hàng mới đấy, ông có cần thử một chút không? Sau khi được sự đồng ý của chú Lê, Thomas cười nói, ông yên tâm, một tiếng sau, tôi sẽ đích thân đưa họ đến. Đặt điện thoại xuống, Thomas lau mồ hôi chê chán, rồi nói với Trương Dương, giải quyết rồi, sự việc của cậu và ông ta tôi không quản, nhưng đừng kéo tôi vào. Trương Dương nói, còn phải phiền ông đưa tôi đi một chuyến. Một chiếc xe ben màu xanh lái vào khu biệt thự của chú Lê, Mai La dẫn hai cô gái trực 20 tuổi bước xuống xe, Thomas và Trương Dương đi đằng sau. Thomas vô cùng lo lắng, gã thấp giọng nói, "Chú Lê có rất nhiều bảo tiêu, họ sẽ khám người." Trương Dương chẳng thèm để ý đến gã, hôm nay mục đích hắn đến đây là để đánh nhau một trận, quyết không bỏ qua cho ông già chú Lê kia. Nhìn hai cô gái nhỏ bên cạnh Mai La, Trương Dương cảm thấy rất hận chú Lê, thằng già này thật là cầm thú cũng không bằng có thể hạ thủ với những cô gái nhỏ như thế này, Thomas cũng chẳng phải loại tử tế gì, gã kinh doanh hồng mũ nguyệt, cung cấp phục vụ tình dục, loại người này có giết 100 lần cũng không nhiều. Mai La hơi bất an nhìn Trương Dương, cô có một sự sợ hãi không nói nên lời với người Trung Quốc này, trên người Trương Dương đầy sát khí lạnh như băng, trong sự việc này cô cũng là một người bị cuốn vào theo. Chú Lê đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào mấy người xuống từ chiếc xe Ben, y hút một hơi xì gà, đột nhiên trao mày a lai tên đứng bên cạnh thomas là ai kia a lai là bảo tiên của chú lê là một người trung niên cường tráng gã bước hai bước lên trước thấp giọng nói có thể là bao tiêu mới của thomas chú lê hừ một tiếng rồi nói được lắm đến chỗ tôi mà vẫn mang theo cả bảo tiêu à bảo họ đứng chờ ngoài cửa chỉ để hai đứa con gái vào thôi a lai ừ một tiếng trong đầu thomas có rất nhiều suy nghĩ trong tay trương dương có súng nếu như gã bỏ chạy thì nhất định Trương Dương sẽ bắn chết gã ngay, Thomas không muốn thử, bảo Tiêu của chú Lê tiến hành khám người, lúc đó mới là lúc gã bỏ chạy. Thomas là một con cáo già, gã chẳng hứng thú gì với ân thù của người khác, chỉ cần mình có thể thoát thân, là những việc khác gã chẳng thèm để ý đến nhiều. A à Lai mang hai tên bảo tiêu từ trong bước ra, ngăn Thomas lại ở chỗ vào, rồi nói với Thomas, chú Lê đã nói rồi, để hai cô gái nào vào là được. Thomas rất lo lắng, ngăn họ ở ngoài tức là không cần khám người nữa và gã cũng mất đi cơ hội chạy trốn gã cười nói tôi tìm chú lê có chút việc cần nói a lai lạnh lùng nói chú lê tối nay không muốn gặp ai cả thomas đã nhìn trương dương hơi ngắn ngẩm chú lê không muốn gặp tôi ý của gã là không thể trách gã bây giờ được gã đã tận lực những việc tiếp theo phải dựa vào bản thân cậu rồi trương dương tiếp tục bước lên trước a lai đẩy vai của hắn muốn đẩy hắn ra A Lai là một cao thủ đánh võ, trước khi đến Mỹ, đã từng đạt quán quân đánh võ cấp quốc gia ở Trung Quốc, Trương Dương nắm lấy tay gã quạt vào người, rồi đấm vào họng A Lai, tốc độ ra tay vượt qua tất cả tưởng tượng mọi người, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cổ của A Lai đã bị đấm cho vỡ vụn, cơ thịt trên mặt gã co lại vì đau đớn. Hai tay A Lai đau khổ ôm lấy cổ mình, rồi ngã ra mặt đất. Hai tên bảo tiêu còn lại rút súng ra, động tác của chúng rõ ràng quá chậm so với Trương Dương, Trương Dương xông lên đằng trước đấm hai phát vào ngực chúng, Trương Dương ra tay không nề hà gì hết, quyền này chính là song long xuất hải đầy uy lực của thăng long quyền, đây không phải là thứ đám bảo tiêu này có thể chịu đựng được, hai tên kêu thảm thiết một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, rõ ràng không thể sống được nữa. Trương Dương nhặt lấy súng trên mặt đất, đẩy cửa bước vào. Thomas nhìn thấy Trương Dương đi vào, hơn nữa vừa ra tay là đã đánh bại ba người. Lúc này không chạy thì quả thật phí thời cơ, gã quay người chạy về phía chiếc xe Ben, Mai La dẫn theo hai cô gái đó chạy theo Thomas, Trương Dương không ngăn họ, mục tiêu của hắn là chú Lê, hắn phải kết thúc trận chiến này một cách nhanh chóng, trên đường đến Long Island, hắn đã gọi điện cho Triệu Thiên Tài trước, bảo gã qua đó tiếp ứng hắn, giờ đây có lẽ Triệu Thiên Tài đã ở gần đây rồi. Vừa bước vào cửa lớn, một loạt đạn đã bay ra, Trương Dương lăn tránh đạn, loạt đạn bắn vào tường tạo thành những lỗ đạn. Hai tên bảo tiêu xuất hiện ở trên cầu thang tầng 2, chúng lợi dụng cầu thang làm chỗ nấp, cầm súng bắn về phía Trương Dương. Trương Dương bay người nhảy lên ghế sofa, lật chiếc ghế sofa lại, mấy viên đạn đều găm lên ghế, lông vũ bay đầy trong không gian. Hỏa lực của đối phương quá mạnh, làm cho Trương Dương không thể nào ngước đầu lên được, hắn cầm súng bắn vào chiếc đèn treo trong phòng khách, bắn mấy phát liền, làm cho đứt sợi dây điện, ánh sáng trong căn phòng ngay lập tức tối hơn rất nhiều. Hai tên bảo tiêu cầm súng tiếp cận gần đến hướng Trương Dương, Trương Dương lại bắn mấy phát liên tiếp, dập tắt mấy ngọn đèn nữa, ánh sáng trong phòng ngày càng tối. Đối phương đương nhiên hiểu được ý đồ của Trương Dương, đạn không ngừng bay về phía Trương Dương đang ẩn nấp, Trương Dương bị ép đến góc tường, hắn hít một hơi, rồi lợi dụng thính lực hơn người của mình, phán đoán vị trí của đối phương, trong tích tắc một tên trong số đó đổi đạn, Trương Dương xông ra, bắn chúng vào chân trái đối phương, tên bảo tiêu đó đau đớn ngã xuống, Trương Dương lại ngay lập tức bắn nhát nữa vào đầu hắn một tên bảo tiêu còn lại hét to lên nhắm về phía Trương Dương xả súng, Trương Dương sau khi đã công kích trở về chỗ trốn cũ. Hỏa lực ngày càng yếu, Trương Dương nằm trên mặt đất, hai chân trườn tên mặt đất, lưng dựa vào nền đất mà di chuyển, một nhát súng bắn trúng vào cổ tên bảo tiêu, tên bảo tiêu đó ngã dạp xuống đất, khẩu súng trong tay vẫn nã đạn không ngừng. Đây là viên đạn cuối cùng của Trương Dương rồi, hắn vất khẩu súng không đi, đến bên tên bảo tiêu đó lấy khẩu súng không ngờ loạt đạn vừa nãy cũng là loạt cuối cùng trương dương chỉ đành vứt súng đi hắn nghe thấy trên gác vang lên tiếng bước chân nhảy nhẹ hắn rút chiếc dao quân dụng trên người tên bảo tiêu ra tiến về phía phát ra tiếng động trong bóng tối vang lên tiếng thét một tên bảo tiêu bị đâm đúng vào mắt lưỡi đao chọc hẳn vào vị trí cổ của hắn trương dương nhanh chóng bước lên lầu rút chiếc đao trong người tên bảo tiêu đó ra ánh sáng đường lên rất yếu một người nhật cao lớn xuất hiện trước mặt trương dương hai tay gã nắm lấy một thanh đao võ sĩ, ánh mắt hung rũ, đi từng bước về phía Trương Dương. Gã muốn đánh một trận tử chiến, Trương Dương nhìn chiếc đao võ sĩ trong tay gã, rồi lại nhìn chiếc đao quân dụng trong tay mình. Người Nhật Bản tưởng rằng mình đã có ưu thế tuyệt đối, mắt vé lên sát khí nói, yo. Trương Đại Quan lộ một nụ cười khinh thị, hắn giơ chiếc dao phi về phía đối phương. Người Nhật Bản giơ kiếm muốn chặn lấy chiếc dao của hắn, nhưng gã rõ ràng đã quá coi thường tốc độ bay của con dao, chưa đợi đến lúc gã giờ được đao võ sĩ lên con dao đã đến nơi rồi con mắt của gã vì kinh sợ mà mở to nhìn con dao đâm thẳng vào mắt mình người đổ gục trên mặt đất trương dương bước đến lấy chiếc kiếm trong tay gã rồi lạnh lùng nói càng ngắn càng hiểm những tiếng giao hỏa bên ngoài làm cho lê thúc cảm thấy sợ hãi y nhanh chóng sắp xếp quần áo lấy một khẩu súng xách chiếc hộp da đen rời khỏi phòng sách dưới sự hộ tống của vệ sĩ đi nhanh đến trước thang máy thang máy này trực tiếp thông đến hầm để xe dưới lòng đất của y, cũng là thông đạo thoát mạng của y. Tuy không có nhìn thấy rõ người đột nhập vào nhưng Lê Thúc đã đoán biết đó nhất định là Trương Dương, tên trẻ tuổi này quả là có bản lĩnh, lại có thể trong một thời gian ngắn như vậy mò tới phủ của mình, Lê Thúc cảm thấy sự sợ hãi từ sâu trong lòng. Sau khi bước vào thang máy, Lê Thúc thở vào nhẹ nhõm. Y phải lập tức rời khỏi đây, y thấp giọng nói với vệ sĩ, ai, lập tức điều động người đến đây, nhất định phải diệt hắn cho ta. Vệ sĩ gật gật đầu nói, chắc là không có vấn đề gì, chúng ta có 10 ai người. Sau khi cửa thang máy mở ra, y bước lên một chiếc xe chống đạn, sau khi ngồi vào, Lê Thúc mới rút khăn mùi xoa ra lau mồ hôi, trái tim hắn như đã ổn định lại một chút. Hắn hối thúc, mau lên, phải rời khỏi đây ngay. Cổng bãi xe mở ra, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài. Trương Dương lúc này vừa mới bước vào phòng sách của Lê Thúc, phát hiện trên tầng không có người, Trương Dương lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nghe thấy tiếng xe ở dưới tầng, hắn đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, thì thấy một chiếc xe đua phóng ra ngoài. Trương Dương khó khăn lắm mới tìm thấy Lê Thúc, quyết không thể y chạy thoát trước mắt mình được. Trương Dương đẩy cửa sổ phi từ tầng 3 xuống dưới, nắm chuẩn không sai dẫm thẳng xuống nóc chiếc xe đua. Lê Thúc vốn tưởng rằng có thể chạy thoát, nhưng không ngờ Trương Dương giống như âm hồn không tiêu tán cứ đuổi theo y kinh ngạc nói nhanh nhanh thoát khỏi hắn tài xế tăng manh tốc độ sau đó đột nhiên dừng lại cơ thể trương dương vì quán tính mà lao về phía trước sau đó lăn xuống đất đâm chết hắn đâm chết hắn lê thúc hét lên tài xế đạp ga lao về phía trương dương trương dương vội lăn người tránh qua dao ở trong tay liền vung ra chém vào lốp xe chiếc xe này tuy có phòng đạn nhưng lốp xe không phải là loại đau thương bất nhập trương dương truyền chân khí hết vào lưỡi đau này chém một phát lốp xe tách làm hai phần. Chiếc xe đua lập tức biến thành xe ba bánh, thân xe lập tức sập xuống, tài xế không thể khống chế được phương hướng. Chiếc xe lao vào hồ phun nước trong sân, đầu chiếc xe cắm lên trên vòi phun nước. Đúng là xe phòng đạn sắt thép đủ cứng, tượng điêu khắc hình thiên sứ ở trên đài phun nước bị vỡ tan nát, nước phun ra khắp nơi, cảm ứng tự động phun mưa bắt đầu hoạt động. Bóng dáng Trương Dương xuất hiện ở bên cạnh xe, Lê Thúc run giọng nói, bắn, bắn nhanh vì quá căng thừng thậm chí y quên mất cửa sổ xe mình là loại chống đạn, giơ súng lên bắn qua cửa sổ ngắm chuẩn vào Trương Dương, nhưng viên đạn không thể bắn xuyên qua kính. Trương Dương đến bên cạnh xe, hai tay bám chặt vào đít xe, dùng thần lực bênh được cả chiếc xe lên. Chiếc võ sĩ đao của hắn ngắm chuẩn vào vị trí bình xăng, một đao đâm thẳng vào, xăng chảy ra lênh láng. Mùi xăng dầu sông lên dày đặc vào trong xe, tài xế hốt hoảng mở cửa xe ra, Lúc này chỉ cần có một mồi lửa thì chiếc xe sẽ nổ banh thành, bọn chúng sẽ biến thành lợn thui. Gã muốn thoát ra ngoài, Trương Dương đạp một chân tới, tên vệ sĩ giấy rụa bò ra ngoài cửa xe, vừa mới lộ đầu ra thì Trương Dương chém đau tới. Một nhát vào cổ, Trương Đại Quan Nhân lúc này đã chém giết đỏ cả mắt. Lê Thúc Mặt tái mét, khi chiếc xe bị lật y cũng không biết súng của mình rơi đâu mất. Trương Dương giọng nói lạnh ngắt vô tình vang lên, mày mà không ra tao cho một mồi lửa vào chiếc xe này mày muốn bị thiêu sống trong đây à? Lê Thúc run giọng nói, đừng đốt, đừng đốt, tao ra. Hắn lồm cồm bò ra, vừa bò ra gần ngoài liền bị Trương Dương túm lấy cổ áo, kéo từ trong ra. Lê Thúc tuy tuổi đã lớn nhưng rất sợ chết, y khổ sở cầu xin, đừng giết tao, đừng giết tao, tao cho mày tiền, tao có thể cho mày rất nhiều tiền. Trương Dương đưa tay ra đấm cho hắn hai bà tai nổ đom đóm mắt, đồ khốn, tiền à, có nhiều tiền hơn nữa có thể đổi lại tính mạng của giai đồng không? Lê Thúc nói, tao không giết cô ta, tao không giết cô ta, cái chết của cô ta không liên quan đến tao. Lúc này y bắt đầu liên tục phủ nhận. Chiếc dao võ sĩ nhuốm đầy máu dí sát vào yết hầu của Lê Thúc. Trương Dương nhìn tên già vô sỉ này, nỗi hận trong lòng lên đến cực điểm, là mày đã hại chết giai đồng, là mày tìm người mưu sát cố minh kiện. Là mày đã lên kế hoạch hãm hại tao và đường hương xanh lê thúc nói tao không có tao là tao nhận lệnh của người khác ai chiếc dao của trương dương lại dí sát hơn cứa vào lớp da khô cằn của lê thúc một dòng máu chảy từ 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 yết hầu xuống y kinh hãi nói đừng giết tao đừng giết tao tất cả đều là do phu nhân Heather bảo tao làm tất cả đều là do bà ta là bà bảo tao ám hại cố giai đồng là bà ta bảo tao hạ thủ với cố minh kiện tất cả đều là do bà ta trương dương gật gật đầu mày nói xong hết chưa lê thúc run giọng nói đừng giết tao trong chiếc hộp này của tao toàn là kim cương có giá trị liên thành tất cả tao đều cho mày tha mạng cho tao biết mình sắp chết nước mắt nước mũi của y giàn ruộa chảy xuống trương dương nói tao có thể đồng ý nhưng giai đồng không đồng ý nói rồi hắn vung dao lên đâm thẳng vào yết hầu của y máu chảy lênh láng xuống đất trương dương vứt dao xuống đất lấy chiếc hộp da đen của lê thúc ở trong xe ra lúc này triệu thiên tài gọi điện tới Triệu Thiên Tài lo lắng nói, sắp rời khỏi đây rồi, rất nhiều xe cảnh sát đang lao về bên này, mau rời khỏi đi. Trương Dương nó, cậu chạy trước đi, không cần phải để ý đến tôi, mấy chiếc xe trong bãi xe đều là siêu xe. Một chiếc zip xông ra khỏi cửa lớn biệt thự hào hoa của Lê Thúc, mười mấy chiếc xe cảnh sát vừa mới tiến tới phía cổng, phía cảnh sát còn chưa kịp bố trí trận hình thì Trương Dương đã lao chiếc xe zip thẳng ra ngoài, đâm thẳng vào hai chiếc xe cảnh sát chắn phía trước, phóng như bay trên con đường cao tốc mười mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng quay đầu đuổi theo, kéo còi ẩm ý. Triệu thiên tài ở nơi ẩn nấp nhìn thấy Trương Dương đã rời đi, gã thầm cầu nguyện, hy vọng Trương Dương lần này có thể gặp hỏa hóa phúc, thoát khỏi hiểm nguy. Người báo cảnh sát là Thomas, sau khi gã thoát khỏi việc đầu tiên làm là báo cảnh sát. Đáng tiếc cảnh sát vẫn đến muộn một bước, Trương Dương đã giết chết Lê Thúc, từ những lời moi được từ Lê Thúc trước khi chết, Trương Dương biết được tất cả mọi tội ác đều bắt nguồn từ phu nhân Heather, là bà ta đạo diễn tất cả. Hắn nhất định phải tìm được mụ đàn bà này, chính tay giết chết ngụ. Trên trời truyền đến tiếng trực thăng, phía cảnh sát vì bắt Trương Dương mà đã điều động cả trực thăng. Trương Dương rơi vào vòng vây thiên la địa võng, lúc này phía trước cũng có bóng dáng cảnh sát, phía cảnh sát đã điều động mười mấy chiếc xe cảnh sát để truy bắt hắn. Trước sau đều có cảnh sát bao vậy, trên trời trực thăng đuổi sát không buông, dựa theo đèn mà ngắm bắn xuống, chốt chặt mục tiêu là chiếc xe Jeep. Trương Dương đã nghe thấy tiếng sóng biển, hắn cắn cắn môi rồi nhanh chóng đưa ra một quyết định quyết đoán, đổi hướng chiếc xe lao về phía rào cản rồi lao thẳng xuống biển đen xì xì. Trương Dương trong thời khắc lao xe xuống biển, đã nhanh chóng mở cửa xe ra, cầm lấy chiếc hộp da đen rồi nhảy ra khỏi xe. Nước biển lạnh cắt ra cắt thịt, Trương Đại Quan Nhân nín thở, muốn tránh sự truy kích của cảnh sát chỉ có thể dùng cách này. Hắn lặn xuống đáy biển, hướng về phía thành phố New York, cảnh sát Mỹ sẽ không bỏ cuộc như thế này. Trong một thời gian ngắn sẽ còn tiến hành tìm kiếm trên biển. Không có ai có thể ngừng thở trong nước trên một tiếng đồng hồ, bên phía cảnh sát Mỹ đã điều động cảnh sát biển tới, tiến hành giả soát trong phạm vi một cây em tính từ chỗ chiếc xe lao xuống. Hành động giả soát tiến hành đã một tiếng đồng hồ, trên trời trực thăng cũng tiến hành phối hợp tìm kiếm. Kết quả vẫn không tìm thấy gì. Triệu thiên tài luôn đợi điện thoại của Trương Dương. 3 giờ sáng, Điện thoại của gã cuối cùng cũng đã reo lên, từ trong điện thoại vang lên giọng mệt mỏi của Trương Dương, "Tôi đang ở bãi biển cách cầu lớn không xa, cậu có thể đến đón tôi một chuyến không?" Triệu Thiên Tài kích động nói, "Cậu không sao, cậu cuối cùng cũng không sao." Trương Dương cười nói, "Sao vậy? Cậu mong tôi bị cảnh sát bắt sao?" Triệu Thiên Tài vì vui mừng quá mà cười lớn lên, "Tôi sớm đã biết không có ai có thể trói buộc được cậu mà." Audio điện tử Võ Tấn Bền sau 20 phút, Triệu Thiên Tài đã lái xe đến chỗ Trương Dương đứng, nhìn thấy Trương Dương đang ngồi khoanh chân trên bãi biển, yên lặng nhìn trăng sáng trên bầu trời, lúc này khác này không biết hắn đang nghĩ gì. Triệu Thiên Tài đến phía sau lưng Trương Dương, Trương Dương nói, hôm nay là 29 Tết, ngày mai đã là giao thừa rồi. Triệu Thiên Tài nghĩ nghĩ, quả nhiên không tồi. Bản thân mấy hôm nay cùng Trương Dương vào sinh ra tử nên quên mất chuyện quan trọng như vậy. Trương Dương nhặt chiếc hộp da đen lên. Đến bên chiếc pho, Triệu Thiên Tài có chút ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không phải là bơi từ trường đảo đến bên này chứ. Trương Dương cười nói, chiếc xe đã rớt xuống biển, trên trời, dưới biến, mặt đất đều là cảnh sát Mỹ. Ngoài bơi dưới đáy biển ra thì tôi không nghĩ ra cách nào khác. Triệu Thiên Tài kinh ngạc không thôi, với nhiệt độ như vậy mà hắn lại có thể bơi từ trường đảo về bờ biển New York, tên này đúng không phải là con người. Triệu Thiên Tài thấp giọng nói, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Trương Dương vỗ vỗ vào chiếc hộp da đen nói, lãnh sứ quán ở New York, hiện giờ trên đất Mỹ này đã không còn có gì đáng để lưu luyến nữa. 5 giờ sáng, hai người thanh niên Trung Quốc xuất hiện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở New York, tay cần chiếc hộp da đen là Trương Dương, hắn đã bỏ đi lớp ngụy trang, hồi phục lại dung nhan bình thường. Hắn nói với người gác cổng, chúng tôi là người Trung Quốc, đến đây xin giúp đỡ. Hôm nay ở lãnh sứ quán vừa hay có bạch trí quân trực ban, gã nghe thấy trương dương tìm đến cửa vội vàng ra ngoài sau khi nhận ra trương dương liền bảo cảnh vệ cho vào điền linh cũng nghe thấy tin tức cũng kinh hãi nói trương dương trời ơi sao cậu lại đến đây vào lúc này trương dương cười nói tôi mệt rồi muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi chút bạch trí quân gật đầu nói đi theo tôi tổng lãnh sự quán thưa anh hằng sau khi biết chuyện lập tức thức dậy đây không phải là chuyện nhỏ trương dương đã làm loạn cả một vùng hai lần tập kích cảnh sát rồi có liên quan đến một loạt sự việc nghiêm trọng, thư anh Hằng đang đau đầu vì họa mà tên tiểu tử này gây ra lại không ngờ hắn lại chủ động đến lãnh sự quán. Thư anh Hằng đánh răng rửa mặt xong, đến phòng làm việc, vì hôm nay là 30 Tết, cho nên công nhân viên đều dậy rất sớm, đang chuẩn bị bày trí lãnh sự quán, bên trong lãnh sự quán đã trang đèn đủ màu, thư anh Hằng nhìn thấy Điền Linh đang chỉ huy bày trí, y liền vẫy tay gọi Điền Linh. Điền Linh bước tới. Chương 644, gõ núi dọa hồ. Thư anh Hằng nói, "Trương Dương đến rồi." Điền Linh cười nói, "Đến rồi, còn có một người bạn của cậu ta nữa. Bây giờ đã đi nghỉ ngơi rồi, tôi đang chuẩn bị đi báo cho anh, xem xem làm thế nào để giúp bổ sung hộ chiếu cho họ." Thư anh Hằng nói, "Sao cậu ta lại đột nhiên đến đây?" Điền Linh nói, "Không rõ, cậu ta không nói nhiều, chỉ nói hơi mệt thôi, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi." Thư anh Hằng thấp giọng nói, "Cậu ta có khả năng đem đến một số phiền phức." Điền Linh nói: "Mau chóng đưa cậu ta rời khỏi đây, chỉ cần rời khỏi Mỹ tất cả đều sẽ tốt." Thư Anh hằng lại biết chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng, Trương Dương đã bị FBI nhắm vào rồi, không dễ dàng gì thoát ra khỏi Mỹ, nếu không phải thế thì hắn cũng đã không đến tìm mình. Trương Dương không có nghỉ ngơi, hắn gọi điện cho Cố Doãn Chi, nói cho Cố Doãn Chi biết việc mình đã tìm thấy Lê Thúc, quan trọng hơn là hắn cuối cùng đã tìm ra được người chỉ huy đứng đằng sau là Vương Quân Diêu sau khi nghe xong cố doãn chi thấp giọng nói cậu chắc chắn là cô ta trương dương nói lê thúc chính miệng nói như vậy cố doãn chi nói có bằng chứng không trương dương trầm mặt lại hắn không có chứng cứ tuy lê thúc đã nói rằng vương quân diêu mới là người đứng sau nhưng lê thúc không đưa ra chứng cứ đường hương xanh cũng thế sau khi hắn chết đã để lại một số chứng cứ đề cập đến rất nhiều quan viên nhưng trong tài liệu đó cũng không có chứng minh rõ ràng Vương Quân Diêu đã cung cấp hoạt động rửa tiền phi pháp cho các quan chức trong nước. Người đàn bà này quá giảo hoạt, Lê Thúc chắc là một kẻ hợp tác của bà ta, mọi thứ đều do Lê Thúc ra mặt làm, bà ta chỉ đứng sau bức màn. Trương Dương nói, trong tay cháu chỉ có tài liệu của Đường Hưng Xanh, đề cập đến rất nhiều quan viên. Cô Doãn Chi nói, cậu nói là quan viên tham gia rửa tiền không chỉ có một mình Đường Hưng Xanh sao? Trương Dương nói có rất nhiều quan viên đã thông qua con đường rửa tiền của Lê Thúc. Bọn họ đưa con cháu ra nước ngoài, tiền bẩn tham ô được sẽ thông qua quan hệ của Lê Thúc để rửa sạch, trở thành thu nhập hợp pháp. Lê Thúc rửa tiền cho bọn họ, giúp bọn họ có quyền cư trú, giúp cuộc sống của bọn họ ở nước ngoài. Để đạt được lợi ích cao, cái chết của Đường Hưng Xanh có thể là vì hắn đã biết được quá nhiều nội tình. Lê Thúc đã lấy được không ít tiền từ hắn. Đường Hưng Xanh vì muốn chuyển cái áp lực này nên đã bắt tay với một số cán bộ trong nước y biết nội tình nên đã ép một số người phải đưa tiền cho y, cho nên cuối cùng đã chọc tức một số người, và họ nảy sinh sát tâm với y. Cố Doãn Chi trong lòng vô cùng ngưng trọng, một mình đường hương xanh không biết sẽ lôi ra bao nhiêu người, Lê Thúc phụ trách rửa tiền ở nước ngoài, quan viên trong nước lại liên hệ với hắn qua ai. Y không biết thời đại này thế nào nữa, suốt cuộc là thời đại thay đổi hay lòng người thay đổi. Lúc đầu người nào người nấy nắm quyền đứng dưới ngọn cờ đảng tuyên thệ, Tại sao giờ lại có nhiều người quay lưng lại với niềm tìm của mình? Tại sao bọn họ lại bước theo con đường suy đổi đạo đức? Cố Doãn Chi nói, có thông tin gì về Vương Bá Hành không? Trương Dương thấp giọng nói, hắn là anh ruột của Vương Quân Diêu. Vương Quân Diêu con người này đang trốn rất kỹ, cho nên Cố Doãn Chi nói, tôi hiểu rồi. Trương Dương, bất luận là phải dùng các gì cậu cũng phải mang số tài liệu của Đường Hương Xanh đó mang về đây những người bị đề cập đến trong tài liệu đó sẽ không để cho cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đâu, cậu cần phải có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Trương Dương có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc là không tìm được chứng cứ phạm tội của Vương Quân Diêu. Cố Doãn Chi nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu bình an trở về là tốt rồi. Tuy là 30 Tết, nhưng Kiều Trấn Lương lại không cảm thấy niềm vui của ngày lễ đến, điện thoại mà Cố Doãn Chi vừa gọi đến làm cho y trong lòng như có một tảng đá lớn, chỉ tên của mấy người mà Trương Dương cung cấp đã làm cho Kiều Trấn Lương không thể ngủ được rồi, cái án của Lê Quốc Chính ở Giang Thành mấy năm trước vẫn còn in đậm trong trí nhớ của y, không ngờ sự việc xảy ra trong tầng lớp lãnh đạo Nam Tích lại còn kinh khủng hơn ở Giang Thành. Cố Doãn Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ, kinh tế Bình Hải dưới sự lãnh đạo của y vẫn duy trì được sự tăng trưởng, nhưng dưới bề mặt sáng sủa đấy lại ẩn chứa nhiều ẩn họa. Y đã lôi ra Lê Quốc Chính, thanh trừ hứa thường đức lại không phát hiện ra thành phần hủ bại của lãnh đạo nam tích còn kinh khủng hơn nhiều gian thành danh sách mà trương dương lấy được đã đề cập đến rất nhiều thường ủy thành phố nam tích sự ảnh hưởng của việc lần này sẽ gây ra chấn động lớn chưa từng có y cho rằng mình nên chịu trách nhiệm tương đối lớn tuy y đã nghỉ hưu nhưng y đã không kiểm tra nghiêm ngặt về mặt cán bộ lãnh đạo không nhanh chóng phát hiện ra con sâu mọt trong nội bộ đảng nhưng cố doãn chi cũng biết bây giờ tuyệt đối không phải là lúc tự phê bình mình y đề xuất một kiến nghị với kiều trấn lương gõ núi dọa hổ cái gì gọi là gõ núi dọa hổ căn cứ vào tư liệu trương dương cung cấp vương quân diêu chắc chắn là một nhân vật quan trọng trong tập đoàn rửa tiền lê thúc đã chết rồi phải dứt khoát khống chế vương quân diêu cũng phải tiến hành giám quản đối với trưởng phòng công an vương bá hành sau khi kiều trấn lương và cố doãn chi thương lượng xong quyết định tạm thời bảo mật danh sách đen nhưng cũng phải tiết lộ một chút phong thanh để cho đám nhân viên thiết án phải tự lo lắng chủ độ lộ ra khe hở. Mừng 30 Tết hội nghị thường ủy tỉnh chọn tổ chức ở chính quyền tỉnh, đây là chuyện rất hiếm có. Hội nghị đầu tiên là làm tổng kết cuối năm công tác của tỉnh Bình Hải, vì nguyên nhân năm mới, trên mặt mỗi vị thường ủy đều tỏ ra rất vui mừng, phát ngôn cũng thoải mái tự do hơn nhiều. Khi nói đến phát biểu mang tính tổng kết của Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, mọi người hãy đưa hết điện thoại ra, giao cho thư ký, khi tôi nói chuyện không thích bị điện thoại quấy dày. Đám thường ủy đều có chút ngạc nhiên, Kiều Trấn Lương nói, hôm nay là giao thừa, giao thừa có nghĩa là gì chứ? Tương truyền ở thời viễn cổ, tổ tiên chúng ta bị mãnh thú hung ác uy hiếp. Loại mãnh thú này tên là Niên, nó đã bắt hàng trăm con thú làm thức ăn, đến mùa đông trên núi thiếu thức ăn, còn chạy vào thôn trang săn người và xúc vật, dân chúng hoang mang vô cùng. Người và Niên, tranh đấu nhiều năm, họ mới phát hiện ra Niên sợ ba thứ, màu đỏ, ánh lửa, tiếng động. Vì thế vào mùa đông mọi người thường che trước cửa những bản gỗ đào màu đỏ, trước cửa đốt một đống lửa, buổi tối thức qua đêm không ngủ, đánh đánh gõ gõ. Trong đêm đó, niên xông vào trong thôn trang thì thấy nhà nhà đều có màu đỏ và ánh lửa, nghe thấy tiếng đánh gõ thì sợ chạy về núi sâu và không còn dám quay trở lại nữa. Đêm đã qua mọi người cùng nhau ăn mừng, mọi người mở yến tiệc mừng thắng lợi. Thường ủy ở đây đều có lai lịch cả, không lạ lắm gì đối với câu chuyện này. Nhưng Kiều Trấn Lương lại chọn đúng lúc này để kể lại câu chuyện, lẽ nào chỉ đơn giản là kể chuyện vui thôi sao? Hình như không cần thiết, không biết trong túi của vị bí thư tỉnh ủy này rốt cuộc là có thứ gì. Kiều Trấn Lương nói, thứ mà làm cho nhân dân một ngày cũng không yên tâm thì nhất định không phải là thứ tốt đẹp gì. Tôi nghĩ mọi người ở đây đều không mê tín, mọi người chắc không tin trên thế giới này tồn tại loại quái thú như thế đúng không? Thường ủy viên đều cười, nhưng tiếng cười chỉ rất nhẹ. Ai cũng nghe ra trong lời của Kiều Trấn Lương có ý tứ. Ngữ khí của Kiều Trấn Lương đột nhiên trở nên nghiêm túc, có điều mãnh thú thật sự đã đến rồi, chúng ta thân làm quan phụ mẫu của Bình Hải phải chăng nên đứng ra gánh vác, vì nhân dân mà trừ đi con thú này để đưa đến cho nhân dân một năm mới yên bình. Tất cả đều biết đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng, nụ cười trên mặt mỗi người đều đã tan biến mất. Kiều Trấn Lương nói, tối nay mọi người đều ở đây qua giao thừa tôi sẽ bảo đồng chí bên phòng thư ký thông báo cho người nhà các vị. Tôi tin tưởng người thân sẽ hiểu cho chúng ta. Khi Kiều Trấn Lương nói điều này ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Vương Bá Hành, mọi người không cần lo lắng đến sự an toàn của bản thân, đồng chí Cao Trọng Hòa sẽ phụ trách trị an cho buổi tối ngày hôm nay. Đây là một tín hiệu cực kỳ rõ ràng, người mà Kiều Trấn Lương nhắm vào chính là Vương Bá Hành, Vương Bá Hành thân làm trưởng phòng công an mà lại không biết chút nào về quyết định của Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương bỏ qua hắn mà hạ lệnh thẳng với Cao Trọng Hòa, đây rõ ràng là thể hiện sự không tín nhiệm với Vương Bá Hành. Sắc mặt của Vương Bá Hành có chút thay đổi, lòng thầm nghĩ Kiều Trấn Lương nếu như có chứng cứ thì có thể tiến hành song quy với mình, tại sao lại phải bày ra cục diện như thế này. Hắn rất nhanh đã hiểu ra, Kiều Trấn Lương không có bất cứ chứng cứ nào, y chỉ là cố tình đánh vào tâm lý. Sắc mặt của bí thư kỷ ủy Tăng Lai Châu cũng không dễ coi gì, Kiều Trấn Lương làm như vậy đồng nghĩa với việc đoạt quyền của Cử ủy, lẽ nào ngay cả mình hắn cũng định động vào. Khi tất cả các vị thường ủy viên đều ở lại phòng tiếp đại của chính quyền tỉnh thì một số thông tin nhỏ đã được phát tán ra ngoài, trong tỉnh ủy có người bị song quy, tin tức này nhanh chóng được truyền ra khắp tỉnh Bình Hải. Vương Quân Diêu ngồi yên lặng trong căn biệt thự ở thành phố Nam Tích, khoác một chiếc khăn choàng, ngồi tắm ánh nắng buổi chiều, ánh mặt trời lại không làm cho cô ta cảm thấy ấm áp. Tay cô ta rất lạnh, cô ta vừa nhận được tin Lê Thúc bị giết. Tin tức này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng đột ngột, ở trên đất Mỹ với thực lực của Lê Thúc lại mất mạng dưới tay của Trương Dương phải chăng là do y quá khinh địch hay vì Trương Dương quá lợi hại. Bây giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa, điều mà Vương Quân Diêu lo lắng bây giờ là những chứng cứ đường hương xanh để lại. Chứng cứ đường hương xanh để lại sẽ đề cập đến không ít quan viên những chứng cứ này nếu như bị công khai ra thì chuyện một số quan chức thông đồng với tập đoàn rửa tiền sẽ bị bại lộ. Cô ta cùng với lợi ích của tập đoàn cô ta cũng sẽ bị đả kích mang tính hủy diệt. Nếu như đám quan lại tham ô trong nước nhìn thấy mạng lưới rửa tiền của bọn họ không an toàn thì ai còn dám giao tiền tham ô cho bọn họ nữa. Long Quý đến trước mặt Vương Quân Diêu, gã có chút căng thẳng, thấp giọng nói, phu nhân, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Vương Quân Diêu cười nhạt nói, có cảnh sát thì sao chứ, chúng ta có làm gì phạm pháp đâu long quý nói lê thúc chắc chưa nói gì chứ vương quân diêu nói hắn thì có thể nói gì chứ trong tay hắn không có chứng cứ nào liên quan đến chúng ta cô ta tự cho rằng mình làm việc rất cẩn thận cho dù là lê thúc thì trong tay hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào về mình nhưng vương quân diêu nói không có nhưng gì cả cũng không có gì đáng sợ cả cho dù trong tay đường hưng xanh có một số chứng cứ nhưng những chứng cứ đó căn bản không đề cập đến chúng ta, pháp chế Trung Quốc bây giờ đã càng ngày càng hoàn thiện rồi, không có chứng cứ bọn họ không thể bừa bãi bắt người. Thực ra trong lòng của Vương Quân Diêu bây giờ không có chấn tĩnh như bên ngoài mặt, cô ta không liên lạc được với anh trai, anh trai chắc đã xảy ra chuyện rồi. Long Quý nói, phu nhân, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, nếu như đợi Trương Dương sẽ muộn mất. Vương Quân Diêu tức giận nhìn Long Quý, hắn có thể trở về không? Tôi sẽ làm cho hắn vĩnh viễn không có cách nào bước chân lên đất Trung Quốc được nữa." Chấm. Thư Anh Hằng nhìn Trương Dương, cười khổ lắc đầu nói, "Cậu có biết là mình rốt cuộc đã mang đến bao nhiêu phiền phức cho quốc gia không?" Trương Dương nói, không cảm thấy thế. Thư Anh Hằng nói, "Tiểu tử này, ông ta và Cố Doãn Chi là bạn nhiều năm, vì Cố Doãn Chi đã giao phó từ trước nên ông ta cũng không trách cứ Trương Dương quá." Ông ta thở dài nói, hộ chiếu của các cậu tôi đã cho người đi bổ sung làm lại, chuẩn bị một chút lập tức sẽ đưa cậu về nước. Trương Dương nói, làm phiền ngài rồi, tên tiểu tử này dù sao cũng biết nói một câu khách khí, thưa anh Hằng là người mình, mà lại còn là tổng lãnh sự lãnh sự quán New York, chỉ có thông qua sự giúp đỡ của anh ta mình mới có thể thuận lợi trở về. Lúc này Điền Linh hoảng hốt bước vào, cô ấy nói với thưa anh Hằng, lãnh sự, bên ngoài có không ít cảnh sát, bọn họ hoài nghi lãnh sự quán chúng ta có chứa tội phạm. Thư Anh Hằng nhăn mày nói, "Đến nhanh vậy sao?" Trương Dương nói, "Tôi đi xem sao." Thư Anh Hằng trừng mắt nhìn hắn nói, "Cậu ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi đi, bọn họ sẽ không xông vào đây đâu, cậu bớt gây loạn cho tôi là được rồi." Tên tiểu tử này thật sự làm cho Thư Anh Hằng đau đầu không thôi. Thư Anh Hằng đến trước cửa lãnh sự quán, quả nhiên khắp nơi là xe cảnh sát, ông ta tức giận nói, "Thật là bừa bãi, tôi sẽ kháng nghị lên bộ ngoại giao Mỹ." Điền Linh nói, bọn họ quả thực không có bước vào phạm vi lãnh sự quán, không vi phạm công ước quốc. Thư Anh Hằng thở dài, xem ra chuyện Trương Dương và Triệu Thiên Tài ẩn thân ở lãnh sự quán đã bị phát hiện rồi. Đúng vào lúc này, Bạch Trí Quân đang lái xe đi mua hàng Tết từ bên ngoài trở về, vẫn chưa kịp tiến sát đến đại sứ quán đã bị xe cảnh sát ngăn lại. Một viên cảnh sát da đen vỗ vỗ vào cửa xe nói, xuống xe, phải tiến hành kiểm tra. Bạch Chí Quân hạ cửa sổ xe xuống, đưa chứng minh của mình ra nói, tôi là nhân viên công tác của lãnh sự quán Trung Quốc tại New York. Xuống xe, đối phương quát lên. Bạch Chí Quân không còn cách nào khác, đành phải xuống xe, hai tên cảnh sát bắt đầu tiến hành kiểm tra xe, Bạch Chí Quân nhìn có chút bốc hỏa, anh ta lớn tiếng kháng nghị, tôi có lý do nhắc nhở các anh, các anh đã vi phạm công ước quốc tế. Một viên cảnh sát lạnh lùng nhìn anh ta, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay anh, ép Bạch Chí Quân áp sát người lên xe lớn tiếng ra lệnh giang hai chân ra bây giờ tôi nghi ngờ anh có ý định hành hung cảnh sát tôi muốn bắt giữ anh bạch chí quân quát lên nói khốn kiếp buông tôi ra buông tôi ra dù sao sức anh ta cũng yếu cộng thêm lại chỉ có một mình mấy viên cảnh sát đối phương cùng lúc xông lên đeo còng vào tay hắn khi bạch chí quân bị còng một đám fbi đang ngồi trong xe cười híp mắt nhìn mọi chuyện đang phát sinh một tên đặc công nhắc nhở mai nói xếp ở đây là lãnh sự quán trung quốc có phải là nên suy nghĩ một chút ảnh hưởng quốc tế có thể xảy ra không?" Mai cười lạnh nói, "Chúng ta không có vi phạm công ước quốc tế, chúng ta không xông vào lãnh sự quán bắt người là đã nể mặt chúng lắm rồi, cái tên này với tên gián điệp là cùng một bọn, bọn họ lẽ nào quên mất rằng chúng ta không làm gì hết mà chỉ nằm ở bên cạnh được 12 tiếng." "Tuy chúng ta không thể xông vào bắt người, nhưng chúng ta có thể kiểm tra nghiêm khắc những nhân viên ra vào, ta sẽ để cho bọn chúng không yên." Bạch Chí Quân bị bắt ngay trước cửa đại sứ quán, Thư Anh Hằng nhìn thấy rõ mồn một, phổi của ông ta như muốn tức nổ ra, đám quỷ Mỹ này ức hiếp người quá đáng, ông ta vốn định xông ra kháng khi nhưng là một lãnh sự, vào thời điểm mấu trốn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh cơ bản. Mục đích của đối phương khi đến đây là vì Trương Dương. Về điểm này thì đúng là ông ta đã cung cấp cho Trương Dương chỗ ẩn nấp. Thư Anh Hằng xoay người đi gọi điện thoại, ông đưa ra lời kháng nghị nghiêm khắc với bộ ngoại giao Mỹ trên người bạch trí quân không hề có một thứ gì đáng nghi nhưng cảnh sát rõ ràng là đã nhận được mệnh lệnh không hề có ý tha cho anh ta vẫn lôi anh ta lên xe cảnh sát đưa đi bạch trí quân tức giận nói các người làm cái gì vậy bỏ tôi ra bỏ tôi ra lúc này anh ta cũng nhìn thấy thủ lĩnh fbi mai bước tới bạch trí quân lập tức hiểu ra nhiều cảnh sát đến đây như vậy chắc chắn không phải ngẫu nhiên chắc là âm mưu kế sách có chủ đích của fbi mai bước tới trước mặt bạch trí quân cười gật đầu nói ngày bạch chúng ta lại gặp mặt rồi bạch chí quân không hề sợ hãi chừng mắt nhìn mai dù sao đây cũng là cổng lãnh sự quán bạch chí quân lớn tiếng nói hành vi của các anh hôm nay đã vi phạm công ước quốc tế không biết anh có phải là đại diện cho cá nhân hay là đại diện cho chính phủ mỹ tôi phải nhắc nhở cho anh biết anh đang gây nên một trận sóng gió ngoại giao đấy mai cười ha ha hắn đưa tay ra nắm lấy cầm bạch chí quân nói công ước quốc tế công ước quốc tế có cho phép lãnh sự quán giấu gián điệp không? Anh phối hợp với gián điệp làm công tác tình báo, làm nguy hại đến lợi ích nước Mỹ, gây nhiễu cho công tác của chúng tôi, gây ra uy hiếp cho nhân viên công tác FBI chúng tôi, anh đã vi phạm luật an toàn của đất nước chúng tôi. Bạch Trí Quân tức giận nói, các anh nhiều người như vậy để đối phó một mình tôi lại nói là tôi uy hiếp đến sự quan toàn của các anh, thật là vừa ăn cướp vừa la làng, tôi phải kháng nghị, phải kiên quyết kháng nghị. Bạch Chí Quân khi đưa ra kháng nghị, hai mắt đã hướng về phía lãnh sự quán. Lãnh sự quán, nơi mà đẩy anh ta vào cảnh ngộ trước mắt lại không hề có phản ứng gì. Lẽ nào bọn họ thật sự muốn bỏ rơi mình? Tống lãnh sự quán thưa anh hằng sau khi tức giận rất nhanh đã bình tĩnh lại. Việc này không đơn giản. Người Mỹ nếu đã dám tìm đến lãnh sự quán chứng minh bọn họ đã nắm được chứng cứ xác thực. Việc trương Dương đến lãnh sự quán khẳng định đã bị lộ ra ngoài thưa anh Hằng cho rằng việc này chắc chắn có khả năng là do nhân viên công tác trong nội bộ tiết lộ ra ngoài. Việc Bạch Trí Quân bị bắt ở bên ngoài cửa Thư anh Hằng đương nhiên là rất tức giận, ông ta suýt chút nữa đã xông ra ngoài lý luận với đối phương. Nhưng lập tức ông ta nghĩ rằng đối phương bắt Bạch Trí Quân ngược lại lại là chuyện tốt. Lý lịch của Bạch Trí Thanh sạch sẽ, người Mỹ đã tìm nhầm đối tượng, Bạch Trí Quân bị đối đãi không công bằng, vừa hay đã cho mình một lý do khiển trách phía Mỹ. Thư Anh Hằng đã có lý do đầy đủ để kháng nghị với phía Mỹ, ngoại giao giữa hai nước về căn bản là bắt nguồn từ tranh chấp lợi ích. Khi Bạch Chí Quân bị cảnh sát Mỹ bắt ở cổng lãnh sự quán Trương Dương không hề biết, hắn thay một bộ quần áo mà lãnh sự quán đưa cho, vứt bộ tây phục ăn trộm được xuống đất, chiếc áo khoác đã bị rơi mất khi hắn nhảy xuống biến. Có điều số tiền của tên khách làng chơi vẫn còn, Trương Dương lấy ra mấy tờ tiền Mỹ, còn có cả mấy tấm danh thiếp, Trương Dương không biết tiếng Anh nên vứt đống danh thiếp đấy sang một bên ánh mắt hắn đặt vào chiếc hộp da màu đen lấy được từ chỗ Lê Thúc. Trên chiếc hộp có mật mã, có điều cũng chẳng có vấn đề gì với Trương Dương. Thứ mà tên tiểu tử này giỏi nhất chính là dùng vũ lực giải quyết, không cần nhiều thời gian hắn đã mở được chiếc hộp da ra. Chiếc hộp da này chất lượng rất tốt, Trương Dương lôi nó trong nước lâu như vậy mà bên trong một giọt nước cũng không lọt vào. Trong chiếc hộp có một chiếc túi đựng kim cương, Trương Đại Quan Nhân tuy không phải là chuyện da đá quý gì, nhưng chỉ cần dựa vào kích cỡ của những viên kim cương này đã có thể biết những thứ này có giá trị liên thành. Ngoài ra còn có mấy chiếc chìa khóa, nếu như Lê Thúc đã để chìa khóa với kim cương cùng một chỗ, đủ để chứng minh rằng những chiếc chìa khóa này tương đối quan trọng. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Trương Dương vội đóng chiếc hộp lại, nói, mời vào. Điền Linh thần sắc căng thẳng bước vào. Trương Dương lập tức nhận thức được tình hình có biến, chị Linh, sao vậy? Điền Linh nói, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát và FBI. Bọn họ đã phong tỏa chặt các đường ra của lãnh sự quán, cậu chớ đừng xuất hiện, phải ở lại trong đây. Trương Dương Châu mày nói, ở đây là lãnh sự quán Trung Quốc, sao bọn chúng dám làm vậy? Điền Linh nói, Tổng lãnh sự đang giao thiệp với phía Mỹ, tôi thấy việc này rất phức tạp, có điều cậu yên tâm, chỉ cần ở lại trong đại sứ quán thì bọn chúng sẽ không làm gì được cậu cả. Trương Dương đứng dậy nói, hộ chiếu của tôi đã làm xong chưa? Xong rồi thì tôi sẽ có quyền xuất nhập cảnh hợp pháp. Tôi không sợ bọn chúng, tôi sẽ đi tìm đám Mỹ đó tính sổ. Điền Linh hoảng hốt nói, Trương Dương, đừng ra ngoài, cậu phải hiểu rõ ràng rằng bây giờ cậu không phải chỉ đơn thuần là đánh cảnh sát. Nếu như đánh cảnh sát thì người Mỹ nhiều nhất cũng chỉ có thể ải tài cậu xuất cảnh, nhưng FBI mà tìm được cậu, chỉ cần cậu bị bắt bọn họ sẽ khỏi tố cậu tội danh gián điệp. Trương Dương nói FBI thì sao chứ? Tôi không có làm bất kỳ hành động gián điệp nào, bọn họ không thể nói bừa được. Điền Linh nói đây là nước Mỹ, bọn họ cho dù muốn hãm hại cậu thì chúng ta có thể làm gì chứ? Lúc này Triệu Thiên Tài cũng bước vào, gã ở phòng sát cửa sổ, từ trong phòng có thể nhìn thấy cảnh tượng Bạch Chí Quân bị người Mỹ lục soát và bắt đi, liền vội vàng chạy đến báo cho Trương Dương biết. Điền Linh nhìn thấy Triệu Thiên Tài bước vào, liền thở dài dặn dò Trương Dương tóm lại hai người cần phải ghi nhớ lời tôi phải ở trong phòng không được đi đâu cả triệu thiên tài thấp giọng nói chuyện mình vừa thấy trương dương nghe rồi bốc hỏa lên tận đầu đám người mỹ này đúng là ức hiếp người quá đáng hắn là nhân viên công tác quốc an không phải là giả nhưng lần này hắn đến mỹ thuần ví chỉ là việc ân oán cá nhân hoàn toàn không có ý hoạt động gián điệp không ngờ lại bị đám fbi bám hoài không buông trương dương tức giận nói thích chọc tức tôi tôi san bằng nhà trắng của chúng Triệu Thiên Tài nói, ở đây là lãnh sự quán, người Mỹ có ngông cuồng đến mấy cũng không sẽ không dám xông vào. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nghe lời chị Điền, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi. Trương Dương tức giận nói, ở đây làm gì? Làm con rùa rụt cổ à? Mặt mũi của người dân Trung Quốc đã bị chúng ta làm xấu hết rồi. Triệu Thiên Tài gượng gạo ho vài tiếng, ánh mắt gã lướt xuống đất, gã nhặt lên mấy tấm danh thiếp, nhìn nhìn rồi lại nhặt cái túi kẹp dưới đất lên. Kinh ngạc nói, những thứ này cậu lấy được ở đâu? Móc lửng. Trương Dương nói, tối qua trộm y phục của tên khách làng chơi ở Hồng Ngũ Nguyệt, tiện tay lấy luôn. Triệu Thiên Tài nói, người này có lẽ là tham nghị viên New York Sa Demong. Trương Đại Quan Nhân nghe chẳng hiểu gì, cậu nói ai? Ai là Mon? Sa Demong, người khách làng chơi mà anh nói chính là tham nghị viên Sa Demong. Trương Dương vừa nghe lập tức có tinh thần, tham nghị viên có phải là rất có sức ảnh hưởng không? triệu thiên tài gật đầu lia lịa nói người khác thì tôi không rõ nhưng cái người sa đêm mông này là một người có sức ảnh hưởng nhất ở new york nghe nói có hy vọng là thống đốc khóa sau trương dương nói thân phận người này đặc biệt như thế lại dám đi vào mấy chốn đó lẽ nào không sợ người khác nhận ra mình sao triệu thiên tài nói những chuyện này có gì mà lạ chứ lẽ nào trong nước lại không có việc quan nhân làm khách làng chơi sao trương dương nghĩ lại tối qua có một tên vệ sĩ đứng bên ngoài cửa nhân vật bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế, đi chơi bời lại còn có người canh cửa. Trương Dương nhặt lấy một tấm danh thiếp, thiên tài, tiểu tử cậu đúng là thiên tài, ha ha ha, gọi điện cho y, tên dâm đáng này có lẽ sẽ giúp được chúng ta chuyện gì đó. Triệu thiên tài nói, nhưng chúng ta không có chứng cứ gì, y chưa chắc đã tin. Trương Dương nói, có tật giật mình, làm dâm tặc càng dễ giật mình hơn, tôi hiểu những kẻ làm quan, để bảo vệ thể diện và vị trí của mình, bọn họ sẽ không dám làm bừa, gọi điện dọa y một chút. Triệu Thiên Tài lấy điện thoại bấm theo số trên danh thiếp gọi đi. Sau khi điện thoại gọi đi, chuông đổ một hồi lâu mới có người nhấc máy. Triệu Thiên Tài sau khi nghe thấy có người trả lời liền nói thẳng vào chủ đề, "Ngài tham nghị viên, tôi nhặt được ví tiền của ngài." Đối phương nghe thấy câu này lập tức trầm mặc một lúc, mới thấp giọng nói, "Anh muốn gì?" Trương Dương cũng đứng bên cạnh nghe nhưng không hiểu gì cả. Triệu Thiên Tài bịt ống nghe rồi dịch cho Trương Dương nghe. Trương Dương nói, hỏi ông ta vệ sĩ của ông ta không sao chứ? Triệu Thiên Tài nói, vệ sĩ của ông không sao chứ? Sa Đê Mông lúc này đã xác định được chính là kẻ lẻn vào phòng lấy trộm y phục của mình, rồi còn đánh ngát vệ sĩ của mình, y bắt đầu sợ hãi. Ánh mắt nhìn xung quanh, tuy trong phòng làm việc chỉ có một mình y, nhưng y vẫn có chút hoang mang, anh rốt cuộc là muốn gì? Triệu Thiên Tài nói theo ý của Trương Dương, trong tay tôi có một số cuộn băng còn có một số bức ảnh, tôi muốn thiêu hủy nó, nhưng FBI lại muốn lấy đồ từ tay tôi. Hiện giờ tôi đang ở trong lãnh sự quán Trung Quốc đóng ở New York, cảnh sát Mỹ và FBI đã phong tỏa tất cả cửa ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những người ra vào. Tôi không phải là sợ bị kiểm tra, nhưng có một số thứ vạn nhất bị FBI tra ra thì hậu quả e rằng không thể tưởng tượng được. Sa Đê đúng là một lão cáo già, y cười nói những thứ này không có bất kỳ tác dụng nào đối với anh đúng không triệu thiên tài nói nếu như tôi có thể thuận lợi rời khỏi lãnh sự quán thì những thứ này vĩnh viễn sẽ biến mất tôi trở về được trung quốc thì tôi và ông sẽ nước sông không chạm nước giếng sa đêm mông nói anh cũng biết có một số chuyện tôi không thể làm gì được fbi là một bộ phận đặc thù triệu thiên tài nói ngài tự tìm cách đi đặt điện thoại xuống triệu thiên tài mới không nhịn được mà cười ầm lên Gã chỉ tay vào Trương Dương nói, cậu đúng là lợi hại. Cẩn thận chọc tức tham nghị viện, y lại thẳng tay diệt khẩu cậu đấy. Trương Dương, với cái gan của y sao? Chúng ta ở lãnh sự quán, y không thể phái quân xông vào tiêu diệt chúng ta chứ. Hắn đứng dậy nói, đi, chúng ta ra ngoài xem xét tình hình. Hai người đến phòng của Triệu Thiên Tài, từ cửa sổ nhìn ra ngoài lại thấy xe cảnh sát hình như nhiều hơn mấy chiếc, những xe ra vào lãnh sự quán đều bị kiểm tra lúc này một chiếc limousine tiến đến trước cổng lãnh sự quán mấy viên cảnh sát đứng chặn lại một viên cảnh sát gõ gõ cửa xe lớn tiếng nói tất cả mọi người xuống xe xếp hàng kiểm tra cửa chiếc xe từ từ mở ra một quý phu nhân mặc áo choàng màu xám bước ra viên cảnh sát nói xoay người lại đặt tay lên xe lời nói chưa dứt cánh tay phải của vị phu nhân giơ lên vụt qua một cái chỉ nghe tiếng bốp tên cảnh sát ngẩn ra Gã sao có thể ngờ vị phu nhân này lại dám động thủ đánh cảnh sát, gã đưa tay ra định sờ khẩu súng, vị phu nhân liền tức giận nhìn gã nói: "Đồ khốn khiếp, gọi cái tên dêm khốn kiếp ra đây cho ta, ta muốn để hắn xem cái đám vô dụng các người đối xử như thế nào với mẹ đỡ đầu của nó." Mấy viên cảnh sát đều ngẩn ra, tên cảnh sát chỉ huy nhìn thấy vị phu nhân lập tức bị dọa hết hồn. Vị phu nhân này là ai chứ? Chẳng phải là bà Margaret chủ tịch hội đồng quản trị Benin hay sao? cục trưởng tổng cục cảnh sát james là hiếu tử của bà ấy bố mẹ của james trước đây từng là nhân viên của tập đoàn benin sau này gặp phải tai nạn xe cả hai đều mất mạng chỉ có james là may mắn sống sót từ đó về sau margaret đã nhận trách nhiệm chăm sóc y có thể nói margaret là bố mẹ tái sinh của james james có thể ngồi lên vị trí cục trưởng tổng cục cảnh sát new york margaret đã phải bỏ ra không ít sức lực chính trị của nước mỹ là chính trị tiền tệ không có tiền mở đường thì James không thể trèo lên vị trí ngày hôm nay, y thật sự coi Margaret thành mẹ ruột của mình. Phần lớn cảnh sát ở New York đều biết chuyện này. Margaret còn bỏ ra 1.000 vạn để thành lập một quỹ thưởng dành cho cảnh sát New York, rất nhiều cảnh sát nhận được lợi ích từ quỹ này. Tập đoàn Benin ở New York có thể nói là nhà nhà đều biết. Margaret trước đây đặt tổng bộ của tập đoàn Benin ở Manhattan, sau đó sức khỏe không tốt nên mấy năm trước đã đi về Los Angeles. Hưởng cuộc sống đầy ánh sáng bên này, có điều sức ảnh hưởng của trung tâm tài chính này ở Manhattan vẫn còn. Sau khi biết được thân phận của Margaret, viên cảnh sát đó ngại ngùng buông tay xuống. Cho dù gã có mượn gan trời cũng không dám rút súng chĩa vào mẹ đỡ đầu của cục trưởng. Margaret nói, "Ta bây giờ muốn vào lãnh sự quán làm việc, các người tránh hết ra cho ta. Làm lỡ chuyện của ta các người có gánh nổi không?" Lão phu nhân gia uy đúng là không phải tầm thường. Chương 645, mở lối đi riêng 1-2 đến 3. Cảnh sát ở hiện trường quay sang nhìn nhau, có người vội gọi điện thoại, cục trưởng chắc không biết chuyện này, phải mau thông báo. Đám cảnh sát này không dám ngăn xe lại, nhưng FBI không giống chúng, mai dẫn hai tên thủ hạ đi tới, gã cũng biết tính khí của lão phu nhân này, đối với những nhân vật nổi tiếng xã hội này chỉ có thể tiên lễ hậu binh, mặt mày gã tươi cười nói: "Margaret phu nhân, xin chào, tôi là Margaret không đợi gã nói hết liền chỉ thẳng tay vào mũi gã mà quát, "Anh biết đây là nơi nào không? Các người dẫn nhiều người đến đây bao vây lãnh sự quán rõ ràng là muốn gây sóng gió cho quan hệ hai nước đúng không? Ai bảo anh làm như thế? Tổng thống đích thân hạ lệnh sao? Có cần ta phải gọi điện kiểm chứng chuyện này không? Khí thế của lão phu nhân tương đối bá đạo." Mai cười hì hì nói, "Phu nhân không cần tức giận, chỉ là thực hiện công vụ thôi." "Cút ra, bây giờ ta muốn đi qua." xe của ta đi sau ta, ai dám cản đường. Ai muốn gây thù oán với ta, ta sẽ cảnh báo trước với hắn, ai có gan kiện tụng với ta. Cho dù có gan thì ta cũng đảm bảo rằng bọn chúng sẽ thua rất thê thảm. Lão phu nhân nói xong liền ngẩng cao đầu bước vào bên trong, đi tới bên cạnh Mai, đưa tay ra đẩy Mai sang một bên, tránh ra. Trung Quốc có câu, chó khôn không cản đường. Một đám FBI, một đám cảnh sát Mỹ đừng trợn mắt nhìn lão phu nhân ưỡn ngực bước vào lãnh sự quán, chiếc xe limousine phía sau cũng từ từ lái vào vẻ mặt của mai có chút gượng gạo thủ hạ của gã bước lên nói sếp anh xem xem cái gì mà xem cần phải giả soát nghiêm ngặt tất cả các xe đi ra vừa nãy mai mới nói là giả soát nghiêm ngặt tất cả các xe ra vào giờ chữ vào của gã đã biến đâu mất rồi xe của margaret gã chưa kiểm tra không phải không muốn mà là không dám vị lão phu nhân này gã thật không dám đắc tội việc này phải báo lên trên khi nhìn thấy margaret trương dương lập tức hiểu ra trong lòng sở yên nhiên đã đến rồi tuy sở yên nhiên chưa lộ diện nhưng nếu như không phải là vì cô ấy thì margaret tuyệt đối sẽ không đích thân ra mặt nhớ tới sở yên nhiên trong lòng trương dương đột nhiên có một cảm giác ấm áp nhưng dường như đồng thời hắn cũng nhớ tới cô gia đồng trong lòng trương dương lại cảm thấy chua xót vô cùng hắn nhận thức rất rõ ràng rằng sự ra đi của gia đồng đã trở thành một vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành được trong lòng hắn hắn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể bình phục, mới có thể quên đi. Margaret bước vào lãnh sự quán, câu đầu tiên nói chính là Trương Dương đâu rồi? Không phải một mình bà ta tới, ngoài tài xế và vệ sĩ ra, đứa cháu gái bảo bối sở yên nhiên của bà và công chúa băng quan chỉ tinh. Tổng lãnh sự quán thưa anh Hằng và Margaret cũng rất quen thuộc với nhau, nghe nói Margaret đến, ông ta cũng ra tiếp đón, cung kính nói, phu nhân Margaret, sao bà lại đến đây? điều mà margaret quan tâm chỉ là trương dương trương dương có ở đây không thư anh hằng có chút do so dự margaret nói ông không cần phải lo lắng tôi đến đây là để giúp cậu ta cậu ta là bạn của cháu gái tôi lời này vừa nói ra khuôn mặt trái xoan của sở yên nhiên liền hơi nóng lên thời gian này cô và trương dương dần dần càng lúc càng xa cách thậm chí còn rất ít khi liên lạc nhưng tình cảm trong lòng thì lại không tan biến đi một chút nào bà ngoại chắc chắn cũng nhìn ra điểm này Thư anh Hằng rất hiểu về con người của Margaret, biết được vị phu nhân này có quan hệ sâu sắc với Trung Quốc, là con dâu của Trung Quốc, bình thường vẫn hay giúp đỡ người Hoa, không thể làm ra chuyện gì gây bất lợi cho Trung Quốc được, ông ta liền gật đầu với Điền Linh, ám thị đi tìm Trương Dương. Không cần chờ Điền Linh đi tìm, Trương Dương đã đến, trước đây khi ở trong nước đã rất nhiều lần hắn từng nghĩ ra cảnh tượng mình và Sở Yên Nhiên gặp mặt nhau, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ bọn họ lại gặp nhau trong tình cảnh này sở yên nhiên nhìn trương dương một thời gian không gặp hắn đã gầy đi rất nhiều điều này làm cho cô cảm thấy có chút xót xa trong thâm tâm cô ấy vẫn luôn mong ngóng trương dương sẽ bay tới mỹ tìm mình nói vài câu dễ nghe có lẽ mình sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm trước đây của hắn giờ trương dương thật sự đến rồi nhưng hắn đến mỹ lại không phải là vì mình cũng giống như thế sự gầy gò tiêu tụy của hắn cũng không phải là vì mình sở yên nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp cô ấy không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa có lẽ trước mắt điều có có thể làm chính là giúp hắn rời khỏi Mỹ, thoát khỏi cảnh khốn cùng này, còn những chuyện khác thì không cần phải nghĩ tới, cô cũng không biết nên xử lý thế nào với tình cảm của bọn họ sau này. Trương Dương cười nói, ngoại đến rồi à, tuy hắn và sở yên nhiên đã xóa bỏ hôn ước nhưng cách xưng hô của Trương Dương với Margaret đã thành thói quen, hắn vẫn gọi là ngoại. Margaret thở dài nói, cậu đúng là đồ chỉ biết gây họa Lão phu nhân thở dài không phải vì Trương Dương mà là vì đứa cháu gái của mình. Bà ấy hiểu Sở Yên Nhiên, biết nhà đầu này vẫn một lòng yêu Trương Dương, trước đây bà không hiểu rõ nguyên nhân thật sự mà bọn họ chia tay, nhưng sau khi cố gia đồng xảy ra chuyện, Margaret mới hiểu được hóa ra giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên còn có một số cô gái khác. Đây là điều mà lão phu nhân này không thể chấp nhận được, bà ấy thậm chí còn không muốn giúp Trương Dương, nhưng lại không thể từ chối sự khổ cầu của Sở Yên Nhiên. Vì thế cuối cùng bà đã đến lãnh sự quán. Trương Dương lại cười với Quan Chỉ Tinh, trước đây đã bắt cóc Quan Chỉ Tinh, lợi dụng cô ấy để trốn thoát sự truy đuổi của cảnh sát, hắn luôn muốn tìm một cơ hội để nói tiếng xin lỗi với cô ấy, từ việc Quan Chỉ Tinh và Sở Yên Nhiên cùng nhau đến đây ngày hôm nay có thể thấy cô ấy có lẽ là không trách cứ mình. Ánh mắt của Trương Dương rơi vào khuôn mặt Sở Yên Nhiên, từ đôi mắt xinh đẹp của Sở Yên Nhiên có thể nhìn thấy sự tĩnh lặng trước đây chưa từng nhìn thấy xem ra biến cố tình cảm giữa bọn họ và khoảng thời gian luyện tập của sở yên nhiên tại Mỹ đã làm cho cả con người cô ấy thay đổi. Cô ấy đã không còn là một con người hướng ngoại như trước nữa, không còn là một cô gái nhỏ đơn thuần không có chút giấu diễm với tình cảm. Cô ấy đã trưởng thành rồi, đã hiểu cách che giấu cảm xúc bản thân, hiểu được phải ẩn giấu cảm xúc trong tim. Trương Dương mỉm cười nói cảm ơn em đã đến đây. Sở yên nhiên thở nhẹ nói, anh đã gây ra không ít phiền phức rồi, chúng em đều đã xem tin tức quan chỉ tinh nói trên báo đã nói về việc ở lãnh sự quán yên nhiên đoán anh đang ẩn nấp ở đây nên chúng tôi đến xem có thể giúp anh thoát khỏi đây không trương dương nói thật ngại quá gây phiền phức cho mọi người rồi margaret nói cậu luôn là một kẻ gây ra tai họa lão phu nhân nói đầy sự oán trách với trương dương tổng lãnh sự quán thưa anh hằng tỏ ra rất tán đồng với câu nói này của margaret ông ta đứng một bên nói phu nhân Bây giờ một nhân viên công tác của chúng tôi đã bị cảnh sát bắt đi. Chúng tôi đang giao thiệp với phía Mỹ, tình hình không lạc quan. Việc này nếu như làm không tốt thì có thể sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao. Sở Yên Nhiên nói, cách làm của bọn họ là vi phạm với công ước quốc tế, sao có thể bao vây lãnh sự quán chứ? Thư Anh Hằng cười khổ nói, cô sở, bọn họ không hề có đặt chân vào phạm vi lãnh sự quán, chỉ là nghiêm ngặt kiểm tra nhân viên ra vào. Phạm là người có khả nghi thì bọn họ đều bắt cả phía Mỹ mắt nhắm mắt mở với hành động này của bọn họ, FBI cũng nhúng tay vào, một họ chắc chắn cho rằng Trương Dương là gián điệp, phiền phức lớn nhất chính là việc này. Margaret nói, để cho cậu ta lên xe của tôi, tôi đưa cậu ta rời khỏi đây, phi cơ riêng của tôi đang đợi, chỉ cần cậu ta có thể lên được máy bay thì lập tức có thể về nước. Thư Anh Hằng nói, bọn họ tuy đã để cho xe của phu nhân vào nhưng phu nhân muốn ra ngoài chưa chắc đã dễ dàng như vậy, chỉ cần để cho bọn họ tóm được Trương Dương thì sự việc sẽ vô cùng phiền phức. Trương Dương giờ mới thấy mọi người đều vì mình mà bị lôi vào phiền phức, trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, hắn có chút hối hận vì đã trốn vào lãnh sự quán, nếu như lúc đầu không phải hắn đến lãnh sự quán Trung Quốc mà chọn một con đường khác có lẽ sự việc đã không gây lên cơn sóng lớn đến thế. Lúc này một nhân viên công tác bước vào nói với thư anh Hằng mấy câu, là sếp của FBI mai đến lãnh sự quán, muốn nói chuyện trực tiếp với thư anh Hằng. Thư anh Hằng gật đầu, để chọn mấy người Trương Dương tạm tránh đi. Mai đi tới phòng làm việc của Thư anh Hằng dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Thư anh Hằng kháng nghị nói, "Ngài Mai, ngài có ý gì vậy? Bao vây lãnh sự quán Trung Quốc chúng tôi, các ngài đã vi phạm công ước quốc tế, ngài phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình." Mai mặt mày tươi cười hớn hở nói, "Ngài lãnh sự, tôi thật sự không có ý gì mạo phạm đến quý vị, mục đích của chúng tôi bây giờ chỉ là vì một người." chúng tôi đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ xác thực. Gã đưa ra một cuốn hộ chiếu, thưa anh Hằng nhìn nhìn, đó chính là hộ chiếu của Trương Dương. Mai nói, Trương Dương, con người này từ khi bước vào cảnh nội nước Mỹ đã nhiều lần tập kích cảnh sát, hơn nữa còn có liên quan đến nhiều sự kiện phạm pháp, chúng tôi đã nắm được một số chứng cứ hoạt động gián điệp của hắn, ngài lãnh sự. Tôi nghĩ cho dù là quý quốc cũng sẽ không cho phép nhân viên tình báo của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ của mình. Nếu chúng chứng minh được lãnh sự quán các vị có liên quan đến hoạt động gián điệp thì bên vi phạm công ước quốc tế khẳng định không phải là chúng tôi rồi. Ngài lãnh sự, tôi nghĩ chúng ta đều không muốn làm lớn chuyện này, hãy giao hắn cho chúng tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm lớn chuyện này." Thư Anh Hằng nói, "Ông bắt nhân viên công tác của lãnh sự quán chúng tôi, bây giờ lại đến chỗ chúng tôi đòi người, tôi xin thông báo rõ ràng cho các ông rằng chúng tôi ở đây không có ai tên là Trương Dương, hắn cơ bản chưa từng đến lãnh sự quán." mai cười lạnh nói ngài lãnh sự ngài nói như thế thật chẳng có ý nghĩa gì trương dương đang ở đâu mọi người đều rõ cả trốn cũng không có tác dụng gì thư anh hằng nói ngài sẽ phải trả giá cho hành động của mình thái độ của ông ta vô cùng cương quyết mai lắc lắc đầu bĩu môi nói thật không hy vọng mọi chuyện trở thành thế này trương dương đưa chiếc hộp da đen cho sở yên nhiên hắn thấp giọng nói chiếc hộp này là anh lấy được từ chỗ lê thúc thứ bên trong rất quan trọng em giúp anh giữ tạm nó Sở Yên Nhiên nhận lấy. Bên trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Sở Yên Nhiên cắn cắn môi nói có từng suy nghĩ cho bản thân không? Có từ suy nghĩ cho, cô ấy do dự một lát, cuối cùng cũng không nói nốt mấy chữ đó ra. Trương Dương nói, anh thừa nhận về mặt tình cảm anh là một kẻ khốn nạn, anh xin lỗi vì những đau khổ anh đã gây ra cho em, anh có thể hy sinh tất cả vì gia đồng, cho dù là hy sinh tính mạng của mình, với em anh cũng vậy. Trong đôi mắt sở yên nhiên trào lên ánh lệ, Cô ấy tin vào câu nói này của Trương Dương, nhưng câu nói đó không làm cho cô ấy vui lên. Cô nhẹ giọng nói, "Trương Dương, tuy em không có cách nào chấp nhận quan điểm tình cảm của anh, nhưng chúng ta dù sao vẫn là bạn, em vẫn quan tâm anh." Trương Dương nói, "Anh biết, anh hiểu." Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy rất rõ tình cảm sâu sắc của cả hai không thể nở hoa, nhưng bọn họ lại trở nên lý trí, sự lý trí này đã trở thành một chiếc hào sâu ở giữa bọn họ sở yên nhiên cầm chiếc hộp da đen nói ngoại sẽ có cách giúp anh rời khỏi đây trương dương nói anh không muốn mang phiền phước đến cho em hay bất kỳ ai những tên chó săn mỹ này không thể khống chế được anh cùng lắm thì anh xông ra ngoài sở yên nhiên lắc đầu nói đừng anh nhất định phải bảo vệ bản thân mình dừng lại một lát cô thấp giọng nói trên đời này còn rất nhiều người quan tâm đến anh cửa phòng gõ nhẹ margaret đi cùng với quan chỉ tinh bước vào lão phu nhân nói lời có chút cổ quái tiểu tử cậu lại dùng lời đường mật để dỗ dành yên nhiên nhà ta hả còn nghĩ yên nhiên là trẻ con sao sở yên nhiên cắn môi nói ngoại nói gì vậy giờ đã là lúc nào rồi chứ phải nhanh nghĩ cách giúp trương dương thoát thân margaret nói cho cậu ta lên xe để ta xem ai dám lúc soát xe của ta trương dương nói ý tốt của ngoại con xin nhận nhưng giờ fbi nhắm thẳng con là gián điệp ngoại đừng đi nước nguy hiểm này Margaret gọi điện cho Hiếu Tử Dêm, bà ấy muốn lợi dụng khả năng của mình để làm cho cảnh sát rời khỏi lãnh sự quán. Nhưng điều mà bà không ngờ tới là đứa Hiếu Tử này lại không nhận điện thoại của bà. Rất rõ ràng, Dêm đang cố trốn tránh, Margaret miệng thì nói nhẹ nhàng nhưng thật ra bà cũng hiểu rất rõ chuyện này không dễ làm. Trương Dương đến phòng làm việc của Thư Anh Hằng, thấy Thư Anh Hằng mặt mày nhăn nhó, biết là hôm nay đã đem phiền phức đến cho ông ta, áp lực bây giờ của Thư Anh Hằng là rất lớn. Trương Dương nói, nếu như thật sự không thể giải quyết được thì hãy giao tôi cho FBI đi. Trương Dương căn bản không coi đám FBI ra gì, cho dù là bọn chúng có bắt được mình thì mình vẫn có thể trốn thoát được. Thư Anh Hằng nói, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, bọn họ không bắt được cậu thì chuyện này về lý là bọn họ sai. Nếu như để chúng bắt được cậu rồi vu khống cậu đang hoạt động gián điệp, nắm được cái thóp này chúng sẽ chiến thế chủ động trên phương diện ngoại giao, thậm chí sẽ tuyên truyền là lãnh sự quán chúng tôi tiếp tay cho hoạt động gián điệp, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự quốc tế của đất nước chúng ta. Trương Dương không nghĩ nhiều như vậy, nếu như biết là sẽ mang nhiều phiền phức đến như vậy hắn sẽ không đến lãnh sự quán trốn. Trương đại quan nhân trong lòng vô cùng khó chịu, tên tiểu tử này trước nay không thích nợ ân tình của người ta, nhưng lần này nợ tình lại đại phát rồi. Thư anh Hằng nói, có một cách. Trương Dương nói, cách gì? Thư Anh Hằng mở tấm bản đồ thiết kế lãnh sự quán, đây là bản đồ kết cấu lãnh sự quán chúng ta, bên trên có đánh dấu vị trí đường cống nước, cậu có thể đi xuống đường cống này thoát ra ngoài. Nếu như thuận lợi thì từ cống nước này có thể đi tới sông Lách cách đây 800 mét, chỉ cần có thể rời khỏi sự bao vây của FBI và cảnh sát thì chúng ta có thể hẹn trước địa điểm để đón cậu, đưa cậu lên máy bay. Trương Dương gật đầu, bất luận là cách của Thư Anh Hằng có thành công hay không thì Trương Dương bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi lãnh sự quán, hắn không muốn vì mình mà mang lại nhiều phiền phức cho lãnh sự quán. Mai sau khi ra khi ra khỏi lãnh sự quán, Mai lại cho tăng thêm không ít người đến canh gác, gã quyết trí tuyệt đối không tha cho Trương Dương rời khỏi đây. Chiếc xe của Margaret từ từ rời khỏi lãnh sự quán, lần này lão phu nhân không không cho xe lái nhanh về phía trước mà đi từ từ. Mai thấp giọng nói, chặn chiếc xe đó lại. Vào lúc bọn chúng xông lên trước chuẩn bị cản chiếc xe lại thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc, lao thẳng qua đám nhân viên fbi đám nhân viên đó vội vã tránh ra chiếc xe vẫn lao về phía trước con đường phía trước đã bị hai chiếc xe cảnh sát chặn ngang nhưng chiếc xe vẫn không hề có ý dừng lại dùng một góc độ thích hợp đâm thẳng vào một trong hai chiếc xe chiếc xe cảnh sát bị đâm đổ lật sang một bên chiếc xe của phu nhân margaret nhân lúc đó chen qua kẽ hở để chạy mai lớn tiếng hét lên đuổi lên không được để cho chúng thoát chiếc xe của phu nhân margaret men theo đường lớn thẳng tiến phía sau có hai chiếc xe FBI đang đuổi theo không rời, nhìn ra phía sau nữa lại có bốn chiếc xe cảnh sát cũng đang bám theo, trên không trung có tiếng máy bay bay vù vù. Công tác chuẩn bị cho hành động hôm nay của FBI quả là rất đầy đủ, trên không trung cũng sớm bố trí thiên la địa võng. Phía cổng của lãnh sự quán vẫn không hề bị buông lỏng. Mai nói, cẩn thận kế địa hổ ly sơn. Lời còn chưa nói hết thì lại có một chiếc xe jeep từ bên trong sông ra. Vòng bao vây của chúng vẫn chưa hồi phục lại, chiếc xe jeep men theo con đường cao tốc mà chiếc xe lúc nãy đã mở ra phóng tốc lực. Ở cổng lãnh sự quán tiếng còi cảnh sát hú lên inh ỏi, loạn cả lên. Tổng lãnh sự Thư Anh Hằng đích thân dấp Trương Dương và Triệu Thiên tài xuống chỗ đường cống ngầm. Vì chuyện hành tung của Trương Dương trước đây bị bại lộ nên Thư Anh Hằng cũng đã nảy sinh nghi ngờ với nhân viên công tác trong nội bộ lãnh sự quán. Giờ ông ta đã hoàn toàn bị lôi vào trong chuyện này, vì thế phải bảo đám Trương Dương rời khỏi được lãnh sự quán. Chỉ có thế mới không bị phía Mỹ nắm được thóp. Trương Dương trước khi bước xuống cống ngầm đã mỉm cười với Thư Anh Hằng, Thư Anh Hằng cũng đưa tay ra bắt tay với hắn, nói cậu hãy tự bảo vệ lấy mình, sau khi thoát ra được khỏi đây thì hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu lập tức rời Mỹ. Thư Anh Hằng lựa chọn cách để cho Trương Dương trốn khỏi đây bằng được cống ngầm cũng là bất đắc dĩ, còn về việc Trương Dương có thoát khỏi FBI được hay không, ông ta cũng không thể biết chắc được. Trương Dương nói: "Cảm ơn rồi hắn chui xuống cống ngầm, triệu thiên tài đi theo sau. Đường cống ngầm của Mỹ so với Trung Quốc thì rộng hơn rất nhiều, có điều không khí bên trong vô cùng ô nhiễm, hai người phải bịt khẩu trang thật dày rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Chiếc xe của Margaret sau khi liên tiếp chạy qua được 5 con phố đã bị cảnh sát thành công chặn lại. Sau khi kính xe buông xuống mới phát hiện ra bên trong chỉ có một viên tài xế, lục soát xe cũng không tìm thấy bất cứ một thứ khả nghi nào, xem ra chiếc xe này thật sự có ý thu hút sự chú ý của bọn họ nhầm kéo một bộ phận cảnh sát đi đặc công fbi vội vã bẩm báo tình hình lại với mai mai sớm đã chuẩn bị tâm lý với chuyện này hắn thấp giọng nói ngăn chiếc xe jeep đó lại có lẽ hắn đang ở trong đó mấy chiếc xe cảnh sát bao vây lấy chiếc xe jeep nhưng kỹ thuật lái xe của đối phương vô cùng điệu nghệ chiếc xe jeep chạy linh hoạt chen qua các con phố của new york phía trước đột nhiên có hai chiếc xe cảnh sát chặn đầu chiếc xe díp điệu nghệ quay đầu, chen thẳng qua khe trống ở bên trái. Người lái xe chính là sở yên nhiên, sau khi bọn họ thương lượng đã quyết định lợi dụng hai chiếc xe để làm rối loạn sự phán đoán của phía Mỹ, để cho chúng mệt mỏi chạy theo, ứng phó không kịp. Mai phát mệnh lệnh để cho tất cả các đơn vị kiểm tra tất cả những người ra vào lãnh sự quán, hắn có một dự cảm cho rằng cả hai chiếc xe vừa rồi đều là nhằm đánh lạc hướng để cho Trương Dương rời khỏi. Trong lúc hắn đang vội vàng bổ sung lực lượng thì thủ hạ liền cầm đến một chiếc điện thoại. Thấp giọng nói, thưa sếp, có điện thoại của tham nghị viên Sa Mông. Mai ngẩn ra một lát, gã nhận lấy điện thoại, không biết vị tham nghị viên này tìm mình có việc gì. Giọng nói của Sa Mông đầy sự phẫn nộ. Trong điện thoại còn hét lên với Mai, anh đang làm cái gì thế? Bao vây lãnh sự quán Trung Quốc, áp giải nhân viên công tác Trung Quốc. Anh có biết hành động này sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ của hai nước không? anh có hiểu công ước quốc tế không? Bây giờ phía Trung đã kháng nghị lên Bộ Ngoại giao, anh đang bôi cho chát chấu vào mặt New York chúng ta, vào quốc gia chúng ta đấy có biết không? Mai biết tầm ảnh hưởng của Sademon ở New York, có điều ấn tượng trong hắn về vị tham nghị viên này đều là một phần tử phản hoa quyết liệt, sao giờ lại nói hộ cho người Trung Quốc rồi? Mai nói, ngài tham nghị viên, chúng tôi nghi ngờ có gián điệp phía Trung đang ẩn trốn trong lãnh sự quán. Nghi ngờ, FBI các anh đang lãng phí tiền thuế của dân đấy có biết không, xem lại xem các anh đã làm những gì, vì cái gọi là hoài nghi mà hành động mù quáng, các anh có từng nghĩ đến hậu quả mà các anh gây ra không? Tôi thật sự không chịu nổi sự ngu xuẩn của các anh, tôi sẽ báo cáo lên tham nghị viên, yêu cầu phía các anh phải đưa ra lời giải thích cho sự vi lần này. Sa đêm tức giận dập điện thoại, mai bị ông ta gào thét vào tai đến toát cả mồ hôi. Việc này càng lúc càng phức tạp rồi. Ngay cả tham nghị viên cũng nhảy vào, nhìn về phía lãnh sự quán, Mai thấy sầu vô cùng. Việc này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, việc bao vây lấy lãnh sự quán đã kinh động đến càng lúc càng nhiều người. Nếu như thật sự vì nó mà gây ra lục đục ngoại giao giữa hai nước thì hắn cũng sẽ không gánh được trách nhiệm này. Có bắt được Trương Dương hay không sẽ là vấn đề mấu chốt. Chỉ cần bắt được hắn thì phía Mỹ sẽ chiếm được thế chủ động. Nhưng hiện giờ thái độ của phía Trung rất kiên quyết nhất định không chịu giao Trương Dương ra, thậm chí còn phủ định sự tồn tại của Trương Dương, làm cho sự việc này rơi vào bế tắc. Nếu như gã không tìm được Trương Dương vậy phía Trung khẳng định sẽ lấy cớ gây khó dễ trên vấn đề ngoại giao, đây cũng chính là nguyên nhân thật sự tại sao Mai từ đầu đến cuối không dám phái người tiến vào lãnh sự quán. Đêm giao thừa này đối với mỗi vị thường ủy thành Bình Hải chắc chắn là một đêm cực kỳ khó quên. 30 Tết mà không có cách nào về nhà đoàn tụ với người thân, thậm chí các thiết bị liên lạc của họ cũng đều phải nộp hết cho quản lý. Bữa cơm tất nhiên rất thịnh soạn, chính quyền tỉnh vì tiếp đãi các vị lãnh đạo mà chuẩn bị bữa tiệc lớn. Nhưng đối mặt với nhiều đồ ăn ngon như vậy mà mọi người chẳng có chút muốn ăn gì cả. Kiều Trấn Lương ngồi ở vị trí chủ tọa, ông ta cười hớn hở nhìn mọi người nói, 30 Tết, vui cùng đất nước, trước đây chúng ta cùng người thân đón ngày này, hôm nay mọi người cùng họp lại đón Tết chắc là lần đầu nhỉ, Bí thư chính pháp ủy Đinh Nguy Phong cười nói, lần đầu tiên nên rất mới mẻ, cơ hội như thế này quả là khó kiếm, năm nào cũng cùng người thân đón 30 Tết chắc cũng thấy ngấy rồi nhỉ. Bí thư kỷ ủy Tăng Lai Châu cũng phụ họa vào, ở nhà ồn lắm, nhân vật chính lại là trẻ con, chúng ta làm gì được nhàn nhã, như thế này đúng là tốt, có thể hưởng thụ một đêm giao thừa yên bình. Không tồi, đúng là không tồi, câu nói này đúng là không phải xuất phát từ đáy lòng, cái đám thường ủy này ai mà chẳng muốn về nhà đón giao thừa, 30 Tết vốn là ngày người trong gia đình đoàn tụ mà." Kiều Trấn Lương nói, "Nếu như mọi người đều đã thích như vậy thì dứt khoát định ra như thế này đi, sau này cứ đến 30 Tết thì thường ủy chúng ta đều cùng nhau đón xuân, các anh thấy thế nào?" Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nói, "Bí thư Kiều, tôi thì không làm được thế. Đêm 30 Tết này tôi thấy không được, vợ của ông ấy Liễu Ngọc Doanh dự tính hai ngày này sẽ sinh, nói không chừng chuẩn bị sinh rồi." Tống Hoài Minh vốn định trong hai ngày này sẽ kề cận ở bên chăm sóc vợ, ai ngờ Kiều Trấn Lương đột nhiên có ý nghĩ kỳ quặc, 30 Tết bắt tất cả mọi người ở lại để đón giao thừa, y đương nhiên là hiểu đã có chuyện quan trọng xảy ra. Kiều Trấn Lương nói, 30 Tết có ai lại không muốn về nhà đoàn tụ với gia đình chứ? Tôi cũng muốn, nếu như không phải việc bất đắc dĩ thì tôi cũng không muốn giữ mọi người ở đây làm gì. Mọi người còn nhớ câu chuyện tôi kể cho mọi người lúc chiều không? bí thư kỷ ủy tăng lai châu nói bí thư kiều rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi đây cũng là vấn đề mà mọi người đều quan tâm kiều trấn lương nói tiền cục trưởng cục công an thành phố nam thích đường hưng xanh bị giết ở mỹ trước khi ông ta chết đã giao lại một số chứng cứ qua đường bí mật cho chúng ta những chứng cứ này chứng minh trong bộ máy của chúng ta có không ít cán bộ làm sai nguyên tắc của đảng bọn họ lấy quyền mưu tư lợi dụng đủ các thủ đoạn đê tiện để tham ô tiền của quốc gia và nhân dân những khoản tham ô đó đã được giấu trong những con đường bí mật và không ngừng chảy ra nước ngoài rồi lại thông qua tổ chức rửa tiền nước ngoài để biến đen thành trắng, những thủ đoạn đê tiện và tính chất nghiêm trọng đó trước nay chưa từng có. Lời của Kiều Trấn Lương làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phòng trưởng phòng công an Vương Bá Hành tỏ ra trầm ngâm, từ lúc Kiều Trấn Lương tuyên bố tất cả thường ủy ở lại đón giao thừa ở thường ủy hội, ông ta đã biết chuyện hôm nay là nhắm vào mình. Bí thư chính pháp ủy Đinh Nguy Phong phẫn nộ nói: "Thật là đáng ghét, kẻ nào lại có gan lớn đến thế?" Ánh mắt Kiều Trấn Lương quét qua mặt từng người, thấp giọng nói: "Mọi người còn nhớ chuyện của tiền tỉnh trưởng Hứa Thường Đức không?" Mọi người trầm mặc lại, ai có thể quên chứ? Hứa Thường Đức tuy chết vì bệnh tim đột phát, nhưng nếu như không phải vì nguyên nhân này thì y tất sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình, trước khi y đột nhiên chết thì Cố Doãn Chi đã nắm hết được chứng cứ phạm tội của y. Kiều Trấn Lương nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, có rất nhiều lúc thức mà chúng ta nhìn thấy được chỉ là bề mặt của cỏ dại, chứ không biết được dưới mặt đất cỏ đã mọc rễ cắm sâu, nếu như không xử lý sạch đám gốc rễ này thì khi gặp môi trường thích hợp thì đám tạp cỏ đó rất nhanh sẽ sinh sôi nảy nở. Tôi đã nắm được danh sách của không ít người, rất nhanh sẽ có hành động thống nhất. Tôi xin đảm bảo với mọi người ở đây rằng chỉ cần bất kỳ cán bộ nào có liên quan đến tập đoàn rửa tiền thì tôi nhất định sẽ truy tìm ra tận gốc rễ, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Bữa cơm tất niên hôm nay mọi người đều chẳng có tâm trạng gì, sau khi ăn cơm xong mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, thực ra chẳng ai có thể ngủ được. Kiều Trấn Lương tuy là muốn đại động can qua nhưng lại không biết ngọn lửa này rốt cuộc sẽ cháy đến đầu ai. Tống Hoài Minh sau bữa cơm tối không lâu đã được thông báo là vợ đã được đưa vào bệnh viện chờ sinh. Y đi tìm Kiều Trấn Lương, nhận được sự cho phép của bí thư Kiều mới rời khỏi nơi tiếp đái của chính quyền tỉnh. Kiều Trấn Lương chỉ dặn Tống Hoài Minh tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, không được nhắc đến một chữ về chuyện tối hôm nay ra ngoài. Tống Hoài Minh trong lòng nóng như lửa đốt, chạy đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Vợ ông ta là Liễu Ngọc Doanh đã vào phòng phẫu thuật, bố mẹ vợ cũng đã đến, thấy Tống Hoài Minh, bố vợ Liễu Trường chỉ có chút không vui. Ông ta trách nói, Hoài Minh, công việc của con bận rộn cha biết, nhưng tỉnh lỵ các con đến 30 Tết cũng không nghỉ sao. Ngọc Doanh đột nhiên đau bụng, chúng ta liên lạc với con đều không được. Con có coi mẹ con nó ra gì không? Làm tỉnh trưởng cũng không thể không quan tâm đến gia đình chứ. Tống Hoài Minh trong lòng cảm thấy áy náy, liên tục xin lỗi, ai mà ngờ được vợ lại sinh vào ngày hôm nay chứ. Mẹ vợ vội vàng nói đỡ cho y, kéo tay liếu trường chị ngồi xuống nói, ông này, Hoài Minh cũng đâu có dễ dàng gì, công việc gian khổ như vậy, mọi việc của cả tỉnh đều phải lo tới, ông phải lượng thứ nhiều hơn cho con nó. Liễu Trường chỉ cũng không phải là có ý kiến gì với đứa con rể này, ông ta chỉ là quá lo lắng cho con gái thôi. Ông thở dài nói, "Được rồi, vị trí thai của Ngọc Doanh nằm không đúng, bệnh viện kiến nghị nên làm phẫu thuật, ta đã ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật rồi, con không phản đối chứ?" Tống Hoài Minh nói, "Chỉ cần mẹ con cô ấy bình an là tốt rồi, cha, sao con có thể phản đối được?" Lúc này điện thoại của y lại reo lên. Tống Hoài Minh nhấc điện thoại lên nhìn cười ngại ngùng với cha mẹ vợ rồi bước ra hành lang cúi đầu nói điện thoại là do margaret gọi đến giọng margaret đầy sự lo lắng hoài minh tống hoài minh nghe thấy tiếng của margaret y liền cung kính nói mẹ mẹ vẫn khỏe chứ con đang định gọi điện chúc mẹ năm mới margaret nói mẹ rất lo cho yên nhiên tống hoài minh nghe nói như vậy liền lập tức lo lắng mẹ yên nhiên xảy ra chuyện gì vậy Margaret nói, không có gì, nó rất khỏe, Trương Dương đã đến Mỹ rồi, vì cố ra đồng, ở Mỹ đã xảy ra động tĩnh rất lớn. Mẹ tưởng rằng yên nhiên đã quên nó rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy nó, mẹ mới phát hiện ra rằng yên nhiên vẫn có tình cảm sâu đậm với Trương Dương, nhà đầu này chỉ sợ hết thuốc chữa rồi. Tống Hoài Minh nghe đến chuyện này liền thở phào nói, mẹ, mẹ không cần phải lo lắng, chuyện tình cảm của thanh niên trẻ tuổi thì cứ để cho chúng tự xử lý đi, chúng ta cho dù muốn giúp cũng không được. Margaret nói, mẹ hy vọng nó sẽ vui vẻ, nhưng mẹ luôn cảm thấy nó. Margaret chưa nói xong thì Tống Hoài Minh liền nói, mẹ hãy chăm sóc thêm cho nó, đợi khi con gặp được Trương Dương sẽ nói chuyện với nó. Margaret nói, FBI đã ngắm chúng nó rồi, nó muốn thoát thân cũng không dễ. Tống Hoài Minh không hề biết Trương Dương đã làm gì ở Mỹ, y liền thấp giọng nói, mẹ, cậu ta đã làm gì ở Mỹ. Audio điện tử võ tấn bền